chị bên này, chị quá. Trời ơi, xô ra, chen vô coi. Trời ơi, người đó mày hiền khờ quá khờ. Anh chen vô, chen vô. Ừ, đúng rồi, chen đi, chen mệt, sao mà vô quán em uống nước nha. Trời ơi, công nhận nha, từ khi mà có ông ruộng nổi lên á, mình bán đắt dễ sợ luôn vậy á. Trời ơi, gì vậy, Bà nội mày, mày làm gì mày xấu tao dữ vậy mày? Tức ghê vậy đó. Dạ chào bác. Cho chén chè uống đi. Bực bội dễ sợ luôn á. Ủa bác, nghĩ sao kêu tôi bằng bác? Không, tại vì thấy tóc bạc cho nên kêu bác. Nhưng mà nhìn lại cái mặt sao thấy nó hơi bị sai sai. Mới ba mấy tuổi à? Bao nhiêu? Ba mấy? Ba mấy? Ba mốt. Em uống gì em? Trời ơi, kêu tôi bằng anh chứ sao kêu tôi bằng em? Chị 40 rồi. Ghê vậy? Ừ. Sao trẻ mà ăn vậy? Trời ơi, nói nào ngay, tại vì buôn bán đó mình phải vui vẻ cả ngày cho nên ngày ngày mình càng trẻ ra. Mà quên nữa, em sao mới 31 tuổi mà sao tóc bạc dữ vậy? Tại vì tôi nghiên cứu về lịch sử, hiểu không? Tôi nghe đâu có những cái lịch sử là tôi lại tôi coi. Nói ở đây là có ông rùa nổi lên ở cái hồ này, tôi lại tôi coi liền. Bởi vì cái mái tóc tôi nó bạc màu theo lịch sử đó. Tội nghiệp quá. Ê, ngồi chơi. Cho chén chả uống đi. Có liền. Trời ơi, chen lấn với mấy thằng này bực bội hết sức luôn vậy đó. Nó chen không, không có coi được cái gì hết trơn á. Trời ơi, xong chưa, xong chưa? Đây, đây, đây. Rồi ngồi đây tôi kể chuyện cho em. Rồi sao cuối cùng có coi được không? Dùng vậy sao tính tiền? Em ơi, ở đây buôn bán là vậy đó. Một chung trà là mình phải tính tiền. Vậy đó hả? Ừ. Trời ơi, tôi kể cho nghe tôi tức lắm. Tôi mê cái ông rùa. Tôi chen cho tôi coi ông rùa. Rồi sao? Chen vô không thấy ông rùa mà thấy toàn Mông Cổ không. Ê bậy nha. Hả? Không có nha. Sao ở vậy? Đây làm gì có Mông Cổ. Trời ơi, chen vô có thấy ông rùa đâu. Thấy cái mông như cái cổ của mấy thằng chân bạn không à. À, hiểu rồi. Không có biết ông rùa ra sao chứ anh trời. Tôi biết. Chị nói nghe nè, chị bán ở đây chị chứng kiến hết chị biết. Sao sao? Người ta tới đây người coi, người ta coi rùa. Đúng, đúng. Nhưng mà nhiều chuyện thì nhiều. Hả? Giống như em vậy đó. Sao sao? Có coi được đâu. Cái tối này chen qua chen lại xong rồi thấy mấy cái mông với cái cổ của mấy đứa đứng trước đó. Đó. Xong nổ. Nổ sao? Lợi quá ngồi nổ nói là thấy được cái mông của rùa. Trời đất ơi, cái mai rùa vậy sao thấy được cái mông hay vậy? Bởi vậy, rồi nói thấy được cái cổ của rùa. Ờ. Ở đâu ra? Đúng vậy. Xạo hết. Tụi nó xạo quá. Đã vậy mà còn hô là gì, làm thơ về rùa. Ghê vậy, ghê vậy. Mà thôi nha, chị ăn nói cho đàng hoàng. Chị không có bán bổ mấy cái ông rùa vậy. Ông rùa đây là linh thiêng lắm, linh vật đó, tôi thần tượng lắm á, nghe không? Tôi bán bổ nào đâu trời, ông rùa ông nổi lên hả, càng nhiều tôi càng thích nữa. Vậy à, tính ra bán lời lắm phải không? Dân tình mấy bữa nay ta lại đây ta coi, người ta uống nước dữ lắm phải không? Thì nói nào ngay thì bán cũng được, nhưng mà lời bạc cắt thôi à. Trời ơi, làm giàu chứ chị, rồi chứ chị còn nói nữa. Không bị nhiêu hết trơn á. Người giàu nhất biết ai không? Ai? Lý trưởng. Hả? Sao? Ông đứng ông chặn ngay cửa. Ồ. Ông thu tiền vé. Trời đất ơi. Hồi nãy có bị thu tiền vé không? Không, tôi khôn lắm. Sao vậy? Tôi chui lỗ chó. Bây giờ cái lỗ chó đó chắc thành ổ voi luôn rồi đó. Sao vậy? Đúng rồi, em vậy mà chui qua còn gì? Tôi chui vô tét lỗ luôn mà. Sau lưng tôi quá trời thằng nó chui theo luôn. Thà vậy đi, mình đỡ tốn tiền. Đã. Cho quỷ răng tiền tức lắm. Ừ, mà tôi nghe nói ta có thơ về ông rùa sao? Chị nói tôi nghe thử coi. Thơ tào lao lắm. Thơ sao, sao? Để tôi nhớ coi. Ông rùa có bốn cái chân. Cái mu rùa thì cứng, cái chân thì mềm. Buồn tình, ông nổi mu lên. Hết buồn, ông lại lặng em u xuống hồ. Hay quá cái bài thơ, hay quá. Nhưng mà tôi thấy tào lao. Hay quá. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hay, thơ hay. Ở đâu vậy? Mày chú rồi. Ủa, em cũng nghiên cứu rùa cho nên tóc bạc luôn giống như em này hả? 30 hả? Tôi 30 hả? Em ba mấy? Em hả? Ờ. 30 năm trước, 30. Ôi vậy là 60 rồi à? Rồi xin lỗi ông. Không phải, 79. Ủa gì vậy cha? Ủa cái gì 30 năm trước, 30 mà mới gì 30 năm sau, 79? Cộng lộn. Trời ơi. Tào lao thì cái ông này. Ông già phải rồi, nhìn thấy cái mặt ông già không? Hả? Ngồi xuống đây đi. Mày kéo cái lưng xuống, nó xô nhất là cái lưng. Vậy đi.
già mà cứ cãi hoài hả? Uống gì không? Cho chén nước trà. Rồi, có liền. Hey, đi vô coi, coi coi ông rùa phải không? Ông vô coi ông rùa phải không? Ông rùa gì? Cái bị xô lấn gần chết là ông rùa cái gì? Hả? Trời ơi, cái ao nó tưởng nó bắt cá mình coi. Mày? Mà đâu có biết, thấy bu theo đâu có biết cái gì đâu. Đừng có nói vậy là phản thưởng. À. Không phải cái ao mà là cái hồ. À. Cái hồ có ông rùa. Bộ lớn hơn tôi sao kêu tới ông rùa chứ vậy? Lớn sao không lớn? Lớn rồi. Trời đất ơi. Từ thời Lê Lận. Đó. Từ thời Lê Lận mấy trăm năm rồi. Mấy ngàn năm rồi. Mấy trăm. Mấy ngàn. Thôi ơi, trời ơi, có mấy trăm ở đâu ra mấy ngàn. Mấy ngàn năm mà. Cái thời của mình là thời xưa, phải thời nay rồi mấy ngàn năm. À, mình đâu phải cái thời tới nữa đâu. Ờ, mình là thời xưa, thời xưa. Mấy trăm năm rồi. Ông rùa đó, linh vật của đó, linh vật nổi lên cho nên bà con tôi bu lại tao coi ông rùa đó. Rùa nổi là linh vật hả? Đó. Vậy chú em mày nó rồi cái lặn xuống nước nó ngợp mà có nổi không? Cái đó kêu dịch vật. Bây giờ con rùa nó ngợp nó không nổi. Ông rùa. Ừ, ông rùa. Không có kêu con biết không? Biết rồi. Người ta kêu gặp ông ta kêu ông già chứ ta đâu có kêu con già đâu. Trời ơi. Lịch sự chứ. Đúng không? Lố lố kêu bằng con già là lố. Thì đó, bây giờ mình phải lịch sự với những người lớn. Ông rùa tới mấy trăm tuổi luôn mà. Ông rùa, nhớ nha. Rồi. Quá ha. Linh lắm tôi nói hả? Trời ơi, bà con tôi bu xuống, người ta cho ông rùa tôi đổ của ngon vật lạ xuống quá trời luôn nha. Vậy hả? Khổ thân A Di Đà Phật. Cái gì vậy? Ở bên cái làng tôi á không có cái để ăn. Ủa ông ơi, bên làng nào? Làng dân á. Làng kế bên đó hả? Ờ. Không có của để ăn mà đói lên đói xuống rồi bữa nay con rùa nó ăn quá nữa. Ông rùa thôi ông bây rùa. Bây giờ vậy nè, bên làng ông là không có cái ăn đúng không? Bây giờ ông tập hợp hết cái làng ông lại đi, ông dắt qua bên cái hồ này nè. Ông đứng đó để người ta mà thảy đồ ăn xuống trong rùa ăn á, ổng ăn dư á. Nhiều lắm, ổng ăn dư nhiều lắm. Mấy con heo quay tôi thấy bơi ở dưới. Trời ơi. Mình vớt mấy con heo quay đó lên, mình phơi khô thành heo một nắng mình ăn. Heo hả? Nói thiệt với mấy cháu á. Sao? Cái làng của tôi đó, mấy năm rồi đó, cái chuột cái ở đâu mà túa về ăn hết thức ăn, đói lên đói xuống, chưa thấy miếng thịt quay nó ra làm sao hết rồi. Hả? Có chuột nữa hả? Chuột. Có cái làng ông mày ghê quá vậy. Thì bu qua đây đi. Qua đây là lấy đồ ăn mà của ông. Trời, tôi thấy đồ cái gì ta cũng đổ xuống sông hết nha. Đúng rồi. Trời ơi, những món ngon vật lạ khắp mọi nơi là đổ xuống sông hết. Dở hồ ô nhiễm luôn mà. Hả? Cái hồ bây giờ đồ ăn dữ lắm. Chú ơi. Hả? Bây giờ chú còn trẻ, chú biết cái quan phủ nó nằm ở chỗ nào, chỉ đường tôi lên đó mà. Chứ vậy? Vậy? Tôi làm cái đơn tôi đưa lên quan phủ. Nói sao? Rồi cái quan phủ á là đem lên vua. À. Để mà xuống làng tôi, cho lính xuống làng tôi dẹp giặc. Trời ơi! Trời ơi! Làng ông có giặc rồi hả? Trời ơi! Làng ông kế làng này giặc nó tràn quá rồi hả? Tràn quá là chết. Giặc chuột. Ủa? Giặc chuột vậy? Chuột nhiều quá chứ không sẽ. Nói nghe nè, không mấy ông đem cái đơn về làng ông đi. Nghe không? Bây giờ không ai giải quyết vụ này đâu. Quan phủ, quan huyện, quan tất cả các quan bây giờ đang tập trung tề tụ để coi ông rùa nổi lên. Không ai giải quyết chuyện của dân đâu ha. Bỏ qua đi ha. Đúng rồi. Thiệt á, tôi mà lo không được cho bà con làng tôi thiệt cái lương tâm tôi nó căng rứt quá. Chứ biết sao giờ ông ơi. Đừng có cắn rứt gì trơn trọi đó. Bây giờ cái thời cuộc nó là vậy rồi. Chính xác. Người ta đang tập trung coi rùa. Đúng vậy. Là mình ăn nên làm ra. Đúng thôi. Tự nhiên kêu bu qua làng ông coi chuột ai coi. Không coi đâu. Thôi. Bu qua bởi là tụi mày nha. Cái gì vậy trời? Nha. Ai mà chửi dữ vậy? Nha. Tự nhiên à. Nó ỉ đông à. Nó xô vô à. Nó bu đông á. Ngoài hồ á. Tôi cũng ra tôi coi xô tôi ghét. Đây là anh hay là chú hay là em có? Mình bằng tuổi đó. Ủa sao biết bằng tuổi? Đây cũng xem mà đây nhiêu. Em 40. Đây là 40 luôn. Ủa sao tóc bạc vậy? Tự nhiên. À. Mới đẻ là bạc rồi ha. Trời ơi, mới đẻ là bạc luôn rồi hả? Đang bực cái vụ kia nha. Cái tóc tôi là thời gian tạo, mà tóc ông này thiên nhiên. À. Bực dễ sợ luôn. Còn à. Cái vụ gì? Ngoài hồ đó. À, hồ ông rùa đó hả? Coi được sao? Không? Coi được ông nội tôi. Hả? Trời đất ơi, ông nhìn xuống dưới cái hồ, ông thấy ông nội ông bơi dưới này hả? Sao ông nói thấy ông nội
từ đó tôi chen rồi thấy toàn là cái gì đây đây là chi này với chi này không à, mông cổ nữa đó. Tôi nói hả trời, vô mình cứ chen mình đó, mình chen mà gặp mấy đứa quỷ kia nó cứ kìa mặt văng ra. Trời ơi, tôi quê bắt chớn từ xa, tôi làm cái ao xô mấy chục đứa nó té xuống hồ hết. Trời ơi, ta đó tôi bắt cười dễ sợ vậy đó hả? Khỏi cần coi ông rùa, coi cái đám này nó bơi mà vui nè. Tôi núp lại liền. Rồi nó có lội lên nữa không? Nó lội lên, nó đứng. Tôi núp liền. Thấy à, tụi mày còn chen lên trước nữa. Rồi không nói, nó làm cái à. Lần này nó biết ông nội. Sao? Lần này làm như nó biết hay sao á. Sao? Tôi vừa mới à, cái nó dạt ra hết mình, tôi chạy nè, à. Mình không bơi lội với thiên nhiên luôn á. Không, tôi lọt xuống với thằng ông nào nữa, còn ông đứng, ông chống gậy, ông đứng như nè. Làm cái xa, hai người lộn chỗ luôn. À, nội cha mày đẩy mày thô tao hả? Ồ, thế à? Thế cái gì? Tao không biết là tự nhiên tao đang đứng là nhậu xô tao lẫn nó hồn luôn. Ai biết đâu tao đang giờ giỡn vui tự nhiên lọt ông này vô. Nhưng mà khoan, tôi hỏi có thấy ông rùa không? Lại đây ngồi. Lọt xuống hồ. Thấy không? Thấy ông rùa. Lại đây ngồi. Uống gì anh? Thôi nè, nước này của ai tôi uống luôn đi. Trời ơi, cái tôi mua tôi chưa uống á. Bây giờ uống cái gì? Đem lại cho. Bây giờ ở quán có cái gì? À, quán em nhiều món lắm. Nước trà. Rồi. Chè. Trà chè. Chè trà. Cái gì vậy? Là cuối cùng là chè với trà là sao? Dạ là một đó anh. Nhưng mà tại em nói nhiều cái để cho mà cái thực đơn nó phong phú thôi. Thôi vô lấy ly nước trà đi. À dạ. Rồi chạy tiếp kia coi. Lọt xuống dưới. Thấy cái gì vậy đó? Thấy cái gì? Ông rùa này làm như ông rùa. Bán! À. Chờ tôi. Cái gì vậy? Không có, nhiều chuyện. Bà bán mà bà cũng nhiều chuyện nữa. Sao? Kể tôi nghe ông rùa này sao? Tới khúc nào nè? Kể khúc nào? Tới khúc mà ông lọt xuống hồ đó là ông nói. Lọt xuống hồ? Đúng rồi. Tôi thấy ông rùa này. Phan! Gì vậy? Ông làm tôi hồi hộp quá, từ từ nói. Sao đứng luôn vậy? Đang nhớ ông nội ơi, tôi bị kể cái ông làm tôi quên mà. Quên cái hàng nó rớt xuống hồ. Rồi, rớt xuống hồ, tôi rớt xuống hồ. Lọt xuống hồ, tôi mới phát hiện ra một điều. Điều gì? Đó là ông rùa. Sao? Đồ giả. Trời! Hổn. Ôi dạ, ông rùa là ông rùa thiệt, ông rùa là giả. Bán bổ như vậy tôi không có chịu đâu nha. Rùa người ta 5 móng. Ông rùa này có 4 móng. Bộ ông mới đi làm móng hả ta? Ông còn 4 móng vậy? Rùa mới đi làm móng. Chứ 5 móng rồi sao con? Không phải con rùa nó giả đâu. Chứ sao ông giả? Ông giả biết, Từ từ. Khoan. Sao ông giả? Kể cái đi từ từ nha. Sao ông giả? Tôi lạnh. Làm sao nói tôi nghe coi. Con rùa năm móng á. Ông rùa. À, ông rùa năm móng á. À. Là trao cây gươm cho vua Lê. Đúng rồi. Còn cái ông này ông là mới mất ra một cái móng á. Bốn móng. Là ông rút cái móng vậy nè. Ờ. Ông trao cho An Dương Dương để làm nỏ thần. Trời đất ơi. Vậy là mấy ngàn năm trước luôn đó. Ông là tổ rùa. Ủa? Tàu lao. Ủa nói vậy là ở dưới cái hồ tới hai ông rùa lần hả? Ừ, em biết. Bởi vì rùa là ông rùa quý lắm thấy chưa? Không phải. Bây giờ tôi nói nè. Một hồ làm sao mà phải được hai ông? Được sao không được cha? Không đúng rồi. Rừng nào cọp đó. Cái này cũng vậy thôi, rùa nào hồ đó. À. Đúng không? Một hồ chỉ có một rùa thôi. Nhưng mà cái ông mà rút móng mà đưa cho cái An Dương Dương không phải ông rùa ông gì á. Rùa ông vậy, ông rùa đó. Không phải ông rùa ông gì nè. Ông gì? Ông Quy. Chắc cái ghế lên đầu ông quá. Ông Quy với ông rùa mấy thứ? Ủa Quy với rùa mấy thứ? Một thứ hả? Một ông nội ơi, Kim Quy là cũng rùa đó ông nội. Không phải. Mấy cháu còn nhỏ không biết đâu. Không biết. Lớn tuổi rồi đó nè. Rùa là rùa mà quy là quy. À, sao nữa? Quy là bác của rùa. À. Mà rùa đó là gì của ông ba ba. Ủa cái gì tội lơ vậy trời? Ông lớn ông biết lịch sử. Thôi đi ông nói vậy. Ông cậu lão ông ơi. Tôi nói cho nghe nè, tôi nghe lý trưởng là có lệnh hết rồi. Chuẩn bị ở dưới hồ có hai ông rùa lớn. Bây giờ người ta sẽ xây một cái thủy tạ, gom góp tiền thuế của dân lại, xây lên một cái hồ thủy tạ. Cái gì?
Xây thủy tạ. Đúng vậy. Ủa cần gì xây, ở đầm sen có mà. Không, cái đó là cái đầm không có sen, cái này thủy tạ đầm rùa. Trời ơi, làng tôi mà được một phần đó đó không? Là dân tôi sống khỏe. Thôi mà cứ nói chuyện làng ông hoài, tao đang nói chuyện ông rùa. Làng ông không có gì linh thiêng hết. Mấy mà khoái là ganh tị làng ta. Bây giờ tôi nói khoái ông rùa. Thủy tạ cho rùa. Ờ. Dân chúng thấy rùa nổi kéo tới. Ờ. Dân tôi được cứu rồi, tôi về. Ơn già. Dân tôi được cứu rồi. Đừng có quan tâm ông, mình nói chuyện ông rùa tiếp đi. Nói chuyện ông rùa tiếp đi. Rùa đó. Ông đứng bán vé vô đình hả? Không có, tôi đứng đây là tôi giữ cái chỗ linh thiêng rồi. Trời ơi, chen dữ lắm mới vô được tới đây á. Tôi vô tôi đốt nha nghe. Đốt đi. Nó mặt thành khẩn chút xíu. Dạ, con là Trần Tà Lò. Con cầu ông thần mã phù hộ cho con. Nắm tay con thật chặt, giữ tay con thật lâu. Dạ, cảm ơn thần mã. Ủa, ông mà bánh coi rùa sao qua đây? Rùa xưa rồi. Cái chuyện rùa bây giờ xưa rồi, bây giờ cái thần mã là cái phong cách mới nè. Bây giờ người ta qua đổ qua đây nhiều lắm. Nó chen quá trời chen luôn à. Cũng nói ra cậu biết, cũng nhờ cậu có cái ý đó. Mà bây giờ dân chúng làng tôi đó không? Sống được là cũng nhờ cái ý của cậu á. Ủa, tôi có ý gì vậy? Tôi thấy cậu là tôi mới đoán ra cái sự việc này. Là nhờ rùa nổi lên đó, dân chúng tập trung đó. À. Bây giờ tôi phải suy nghĩ cái nào để cho tập trung cho làng tôi. Ông xin lòng làm sao? Tôi nói tôi về đó, tôi bàn với Hương chức hội tề đó. À. Rồi cái đem cái con ngựa đó mà cúng ở trong cái miễu của ông Quan Công á. Dạ. Đem chôn xuống đất. Kêu dân làng lại đào lên là phao tin rồi nói là ngựa thánh của thánh giống để lại. Có gì đâu. Đó. Chôn lên thôi. Móc lên. Để đó. Gạt chơi vậy hả? Không có gạt đâu. Nhờ vậy đó mà làng nhà tôi hết chuột á. Ủa sao hết chuột? Tại vì dân chúng kéo lại đông quá, đâu có thức ăn ăn, phải bắt chuột ra bán. À. Chuột á, tôi làm chuột khìa nè, chuột chiên nè, ai ăn cũng mê hết trơn cái trọi á. Nhờ vậy mà hết chuột. Ồ, ông này hay dữ vậy ta. Rồi hay. Vậy là cũng đi gạt. Nè, để bạn này dùm nha, để bạn này dùm. Đây. Xích ra dùm cái. Cái gì vậy trời? Bể bàn của chị cưng ơi. Rồi đó. Ủa, dọn bàn ghế làm gì? Dạ, em qua đây em bán. Bán gì? Dạ bán thịt chuột anh, không nghe nói là ở đây đặc sản là thịt chuột đó. Trời ơi, tôi nó kêu bằng anh luôn rồi. Xin chào lộn. Dạ, chào áo. Lâu quá không gặp. Bà để bán kiếm thêm, mình ăn theo cái vụ thần mã. Đúng rồi, ăn theo. Thôi, lại cái gì? Hổn lắm. Thôi. Để người ta thành kính người ta lại đi. Đúng rồi, lại. 2, 3. Nó qua lại đó, mới là mua mai bán đắt được. Cái lại đi. Lại vô đi rồi ra đây tôi nói nghe. Lại đi, mình phải thành công. Dạ, lại ông thần mã phù hộ cho tụi con. Thấy không? Ăn nên làm ra. Người ta thành kính đó. Rồi, cắm lên. Mày coi chừng mập quá mà leo đó là sạch đó mày. Sao bà lại tôi? Đi ra chỗ khác đi vô gì. Rồi, thành tâm được, nhiêu đó được rồi. Rồi chưa? Rồi, đắt rồi đó, bán khai trương. Khai trương. Mượn đất này bán hả? Không, xí đại chứ không có mướn. Bán đi để cho giúp đỡ cho bà con có cái thức để ăn. Hay quá. Nói càng đông đó, người ta càng ở lại lâu rồi bán càng được nhiều. Đúng rồi, chứ bên kia bên chỗ ông rùa nó ế quá rồi, không ai coi. Nhưng mà đừng có nói con rùa, nó ông rùa. Đúng rồi đó, rồi, bây giờ qua vụ con ngựa nè. Ê, ai cho mày kêu con ngựa vậy? Chứ con ngựa kêu nó con ngựa chứ kêu gì không? Ấy nói là thần mã. Thần mã. Ông nghe nói thần mã thì linh lắm ông ơi. Con nghe nói ha là những cái mua cái măng
cái măng mà cuối từ cái cây tre mà ngày xưa mà ông thần mã ông chở thánh giống bay nghe, ông lấy cái bứt cái tre lên quất mà còn dưới cái măng lại. Cái măng nó bây giờ nó lớn rồi. Cái măng nó bây giờ con nghe nói là lấy cái măng nó về ăn vô, tôi nói hả, đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái, mà không có cái làng nào mà có hết trơn á, chỉ có làng này mới có thôi, mới có măng thôi. Bây giờ tôi nha, mua bằng được. Tôi là bây giờ tôi chỉ ước ra làm sao mà một hồi nữa tôi vô tới chổng á, tôi rờ được cái đít của con ngựa thôi. Rờ được cái đít của thần mã thôi. Rờ làm gì? Sao vậy? Để cho mình có. Có gì? Tại đang thiếu. Người ta nói á, là đi lấy chồng á, người ta coi, người ta lựa dâu, người ta coi cái này mà mình đang thiếu thì mình phải rờ cái thiếu cái nào mình rờ cái nào bù cái đó. Cha còn mày đặt hỏi nữa. Bà này cha phải biết rành chứ, cha hỏi vậy. Ôi tào lao quá đi. Bầu với cha. Nói biết rành cho nó. Thì thấy cha để ý bà đó. Tào lao. Tào lao quá, tôi nói hả, ông thần mã là ngoài thần mã đâu. Ông thần mã là ông thần mã xạo. Trời ơi, hỗn láo quá rồi. Cái gì hỗn láo? Thần nè, mã hỏi ông này đi. Ông này ông làm bộ, ông chôn ngựa đất, ông móc lên. Xong rồi ông nói là thần mã. Ông đem cho ông để thờ cúng rồi ông gạt người đó. Thấy không? Thiệt. Gạt xong bà gạt. Trời ơi, đừng có tin ông này. Ông xạo, ông dựng cái câu chuyện thần mã lên để ông buôn thần bán thánh. Ông lừa gạt người ta tín ngưỡng. Trời ơi, buôn thần bán thánh là mày, nằm xuống mày. Trời ơi, nó bậy hả? Trời ơi, mấy người điên hết rồi, mấy người mới tin ông. Cái gì? Có ai điên? Ai điên? Mấy người điên. Tụi tôi mà điên hả? Ông điên thì có. Trời ơi, vậy là cuối cùng ai điên? Mấy người điên hay là chỉ có một mình tôi điên, mấy người tỉnh? Quý vị thấy không, rõ ràng khi biết chúng ta tin tưởng vào những cái thế lực siêu nhiên, những cái thế lực mà hầu như là hơi một cách gì đó thần thánh, dạng buôn thần bán thánh, thì bọn xấu thường vinh vào đó để mà phao tin đồn hoặc là trục lợi cho bản thân, lường gạt mình. Đơn giản thôi, chúng ta bị lừa là bởi vì không ai trong chúng ta có thể chứng minh được những điều họ nói là đúng hay sai. Đúng vậy, và cái chuyện gì hôm nay, cái đó là do Thánh nói, là do ơn trên nói, thế là chúng ta tin sái cổ. Còn bây giờ thì Lê Khánh và Đình Toàn buộc lòng phải chia tay khán giả rồi. Và câu nói cuối cùng mà anh em chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay sẽ là Lê Khánh và Đình Toàn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thiên vô đây lẹ lên, thiên hai cây vô đây, ráng lên, khổ nặng cái gì đâu không biết nữa, đó rồi để đó, đó, nè, còn mấy đứa kia nữa sao ngồi chơi, trời ơi cưa đại đi, chết tao bây giờ đó, biết nữa, ông vậy cái này vợ chồng đâu ông? Thì coi có mấy cái lỗ đó thì ta bỏ xuống. Vậy mà cũng hỏi nữa, không lẽ mấy cái lỗ để chôn tụi bay? Thôi bây giờ cứ để đó đi. Trước khi trồng mấy cái cây này đó, nè, hai đứa lợi đốn cái cây này cho tao. Dạ. Đốn luôn không? Đốn cái cây đó cho tao. Dân ơi! Dân tay lên! Gì vậy? Hả? Gì vậy? Không được đốn cái cây gõ mật này. Sao? Nè, cô là ai? Cô là ai mà lại dám tới đây cản công việc của Sa Nha? Tôi là Sủ, người của dân làng Hạ này nè. Ồ, Sủ của dân làng Hạ. Mà tại sao cô lại cản? Cái này là cái chuyện làm của làng, của xã mà. Đàn bà con gái đâu có biết cái gì. Trời ơi, ông không cảm thấy thương xót hả? Cái cây nó rỉ máu ra như vậy đó mà ông đỡ lòng nào ông đốn sao? Ông đốn rồi á, dân làng không còn bóng cây để mà che nắng nữa. Ông có biết á, những cái cây gõ mật này là linh hồn của cái làng này không? Đây, đây coi. Cây gõ mật này là không phải máu, đây là nhựa. Phải không? Cây này màu đỏ, nhựa có nó chứ máu đâu. Bởi vậy tôi nói ông biết một mà không có biết mười. Ông làm lớn ông làm vậy đó hả? Nè nè, ông là con người đúng không? Đúng đó. Ông sống bằng cái gì? Bằng máu đúng không? Thì cái cây nó sống bằng cái gì? Nó sống bằng nhựa. Ông đỡ hôm nào ông đốn như vậy rồi nhựa nó chảy ra hết rồi làm sao nó sống nữa. Nhỏ này nói hồi ứa máu thiệt. Bây giờ cái chuyện làng chuyện xã không biết cái gì hết. Đánh tụi nhát đi. Tụi bay đốn cho tao. Không được đâu. Cái gì Chắc à làm gì vậy? Nè, bình tĩnh nha. Trời ơi, tại sao mấy người giữa thanh thiên bạch nhật mà quýnh đàn bà con gái phụ nữ người ta vậy hả? Đánh hồi nào
Nè. Ai kêu nó vô nó cản sai nha làm nhiệm vụ hả? Còn ngươi là ai? Tự nhiên lọt đâu mà có thằng bá dơ cà lơ phất phơ ớt ơ vậy? Mày tên gì? Tôi là tôi là ớt dân là hạ luôn á. Ông là ai vậy? Cà lơ phất phơ ớt ơ ở nhà nói chơi mà đúng tên thiệt á. Bây giờ nè tụi bay cản cũng chặt, nếu mà nó cà chân á thì mình chặt nó luôn. Đánh nó cái này. Bay đâu rồi? Tụi bay chậm bò giùm tao quá. Bò đâu? Bò ở đây nè, trước mặt tao nè. Tao lỗ mũi nó nè, thấy không? Nó chạy qua. Trời ơi mẹ. Tụi bay đánh tao không? Bay đâu? Còng cổ nó lại cho tao. Chết tôi rồi. Tụi bay giết tao phải không? Cái gì mà la ôm chồng vậy hả? Anh tao ra là tụi bay chết với tao hả? Anh rể. Em vợ. Anh rể ơi. Trời đất ơi. Tụi nó đánh em nè anh rể. Quân nào dám đánh em vợ? Anh rể xử nó giúp em đi. Hai đứa làng hạ này nè. Xảy ra. Xảy ra mày xảy ra. Tụi bay quá trời quá đất rồi. Mày biết nó là em vợ tao mà tao mày dám hành hung hả? Trời ơi, vợ bỏng quan. Ai sao mày dám hành hung? Vợ oan ức cho tụi con lắm quan ơi. Ông này đúng là ông sống lâu năm mà ông mọc đanh luôn á quan. Vừa già vừa xấu vừa xạo nữa. Tự nhiên ổng là ổng ăn hiếp bạn con nè. Xủ nè xô mà cái ổng kêu quân lính á quánh tụi con á mà xô tụi con vô người ổng chứ bộ. Đúng không phải đâu quan. Nó nói oan cho em á. Là em nghe theo lệnh của quan á là ra đây là đốn cây đó là cho cái mặt bằng sân đình này cho nó rộng rãi ra mà nó lợi nó đòi đánh em á, nó cản em năn nỉ nó quá trời không được, hai đứa nhào vô đánh em à. Thôi được rồi mày quýnh em vợ của tao kêu mà ha, lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉ thuốc mà mày còn chối ha mày. Mày biết cái lệnh của tao á là tao phải là mở rộng cái sân đình này ra. Thấy không, cái sân đình có chút xíu như vậy. Rồi mỗi lần mà có họp gì cái dân làng tới, không có chỗ ngồi, không có chỗ đứng. Thấy không? Tao mở rộng sân đình ra mà mày chống đối hả mày? Hả? Hả? Mà Quang ơi, mở rộng sân đình thì mở rộng chứ. Mắc mớ gì phải đốn cây như vậy? Mày nói vậy là sao mày? Mày nói mở rộng sân đình, mắc mớ gì đốn cây hả? Mày nói vậy vậy? Sao mắc con? Xin lỗi. Tao quýnh này mà tao quýnh lộn. Mày nói gì? Mở rộng sân đình mà mắc mớ gì đốn cây hả? Đứng cài quá mày nói dạ. Mày sao ba quýnh con? Cái sân đình này nó nhỏ, tao phải mở ra, mà mở ra phải lấn ra tới đường, mà lấn ra tới đường thì phải đụng cây, mà đụng cây là đốn. Đây là đốn cây theo lệnh của triều đình nha mày. Mày nghe rõ chưa hả? Mày dạ. Quang ơi Quang, mấy cây nó nằm ngoài đường mà xá mà. Với lại nữa mấy cái cây đó nó sống chung với làng hạ tụi con lâu lắm rồi. Từ lúc chiến tranh á là mấy cái cây này nè là chỗ cho dân làng này tụi con núp những mũi tên của địch nè. Rồi thời bình á là chỗ cho nông dân ngồi nghỉ nữa, rồi giữ đất không bị xói mòn nữa. Bây giờ quan mà đốn hết đi á, dân làng hạ tụi con khổ sao quan? Trời ơi, anh rể nó ngu, nó không có biết gì hết á. Anh rể thấy bên làng thượng không? Trời ơi, người ta đốn cây hay người ta trồng lại hàng cây khác, nó đẹp mà nó ngăn nắp, đâu phải như cái làng hạ mà nó tùm lum tà la à. Nên dạ bây giờ dạ cho anh rể cho em vô, anh rể em vô em chậm đứng đây hồi con máu nó chảy em chết luôn á anh rể. Vô mày xin mấy miếng thuốc rê rồi mày đắp lên cái mỏ mày để tao tính. Mày nói nhiều quá ha. Cái chuyện đốn cây là chuyện của triều đình, tụi bay là dân đen mà tụi bay lộng hành, tụi bay dám hạch sách, tụi bay dám ngăn cản cái chuyện này hả? Nhưng mà bẩm quan, quan đốn cây á cũng phải hỏi ý kiến của dân làng chứ. Vậy tao đốn cây mà tao đi hỏi ý kiến của dân làng hả? Dân đúng làng này cả ngàn người, không lẽ tao tới nhà tao hỏi từng người tao hỏi tới sáng hả mày? Đúng rồi, cây này của dân làng chứ đâu phải của triều đình đâu, mà muốn đốn là đốn. Ê cái con nữ tặc kia, tao chưa hỏi tới chuyện của mày nha. Còn cái thằng nam tặc này, tụi bay lộng quá rồi. Tụi bay đó, giải nó ra ngoài kia, đông trần quýnh mềm xưa cho tao đây. Trời ơi, Quang ơi. Cái lũ dân đen này lộng hành lắm. Mình làm quan huyện mà nó kêu làm gì cũng phải hỏi ý kiến nó là sao. Tôi đốn cây rồi tôi trồng lại chứ đâu phải tôi đốn luôn đâu.
Tụi bay, lệnh của tao tiếp tục đốn cây. Không được đâu, không được chặt, ngưng hết cho tao. Nè, ở đâu mà tới đây dám cướp quyền của quan huyện hả? Bà ở xứ nào? Tôi ở xứ này nè. Xứ này? Ờ. Mà cái mặt như chú ôn, chưa bao giờ tôi gặp bà. Trời ơi, tóc không ra tóc ha, mà người không ra người. Làm gì trên đầu bà có ngọn núi mà hai bên có hai con mắt đó là sao? Trời ơi, ông ơi, ông là ăn cái giống gì mà ông ngu quá vậy? Vợ ông nhìn cũng ra tôi bà Dần đây nè. Bà Dần? Sao mặt bà lem luốc giống như công chúa Thủy Tề mà ở dưới giữa thai vậy? Trời ơi, tôi bị nhan sắc tôi mà tàn tạ là tại ông đó. Nè, nói bậy nói bạ nha, nhiệm vụ tôi giao bà đi qua bên làng bên. Ờ. Tụi nó khiêng kiệu cho bà đi. Chứ bà đâu có đi bộ đâu, mà bây giờ bà về đây mặt mày bà lem luốc là sao? Đó thì tại vì ông biểu tôi đi qua gặp ông Đại Lợi, đúng không? Rồi gặp chưa? Tôi nói cho nghe, ông không đi là ông sợ là dân biết ông sẽ buôn loại gỗ của làng. Trời ơi, cái chuyện mần ăn tôi đốn cây tôi bán. Trời ơi, bà la lớn kiểu này dân nó biết là chết. Tôi có la lớn đâu, nói hai chồng mình nghe chứ la lớn nào đâu. Ờ, hay không? Hay không? Bây giờ nhiệm vụ bà làm xong chưa? Thì đó, vừa đi qua bên đó đó, tại bên nhan sắc như vậy nè. Sao kỳ vậy? Đi là có kiệu, ha, ngồi trên kiệu đàng hoàng đó. Đúng. Mà ông nè, ông đốn hết cây của từ đây qua bên làng đòi không còn một ngọn cây nào hết trơn. Đốn mới còn 1000 cây mà tới 7000 cây đốn mới 1000 cây mà bà la. Trời ơi, là tụi phu khiên kiệu nó mệt, nó say nắng, nó lăn, nó xỉu đùng hết trơn á. Còn tôi có một mình tôi nè, tôi lớn về đây được là may lắm rồi đó, trời đất ơi. Nhưng mà bây giờ bà làm xong nhiệm vụ của bà chưa? Nhưng mà tôi nói cho ông nghe, biết gì sao tôi chạy ở đây lẹ không? Sao? Tôi đi giữa đường, tôi gặp một người lái buôn. Thật đây. Nói. Gặp người lái buôn mà cái thái độ kỳ cục lắm. Dạ. Vừa đi mà cứ vừa đếm cây á. À. Tôi mới ngạc nhiên, tôi hỏi ông làm gì ông đếm vậy? Ông nói trời ơi, đây là cây gõ mật, mà cây cổ thụ lâu năm nè, quý dữ lắm. Chứ sao? Mấy cái làng này kia không có. Ừ. Sao làng này nhiều quá vậy? Tôi nói rồi ông hỏi vậy là sao? Ông nói ông muốn mua, bao nhiêu cũng mua mà mua giá cao. Ừ. Cho nên tôi mới thỉnh về đây nè. Bà thỉnh về rồi hả? Thỉnh về rồi. À, kêu vô. Kêu vô phiêu. Kêu vô. Mấy đứa nhỏ, kêu. Cái gì vậy nè? Anh rể ơi. Cái gì vậy nè? Có người tìm anh rể. Sao mà mày đây nè, mày làm gì? Đây nè, tao nói thiệt cho mày biết nha. Mày không phải em vợ tao, tao quýnh mày bờm đầu rồi. Thì sao? Tao đâu có cúng đầu heo đâu mà mày bưng vô đây mày để. Này thật lửa. Cái thằng ơi, tao bị người ta chặt rồi. Bây giờ anh còn chặt thì còn chặt nữa. Có người tìm anh rể. Mày làm cái gì mà mày che để ai dám quýnh mày? Mày sao vậy? Anh rể. Dạ. Ơi, đừng có nói gì. Con mẹ nào hả anh rể? Trời ơi, chị mà mày không biết hả? Trời, thằng này ngu quá. Chị nó mà nó, chị nó mày biết. Tao chặt mày nè. Tao chặt mày nè. Tao tốn mày nè. Ngu. Đã ngã rồi mà đốn hoài à. Tao chị mày đây nè. Ủa, mà sao mặt chị gì thấy ghê vậy chị hả? Tại anh mày đốn cây quá, không còn cái ngầm bầu mà bà bóng mát để tao che. Cho nên tao mới thê thảm vậy nè. Còn mày, tại sao mặt mày mày máu không vậy? Chuyện nhiều lắm, đừng có hỏi tao cái chuyện đó nữa. Ai quýnh mày? Cái đánh dân làng hạ đó. Em đâu quá, ông ơi, ông ngu quá. Ông là quan huyện mà để cho dân nó quýnh em, ông vậy đó hả? Đồ ngu quá. Tao phải làm bà đánh. Ngu quá. Bà đánh nha. Muốn cái gì về nhà rồi tôi nằm sải lai xuống, bà muốn chặt, muốn đốn chỗ nào bà đốn. Chứ ở đây còn uy tín của tôi nghe chưa? Làm quá à. Chuyện đó hạ hồi phân giải, bây giờ kêu người nó vô để mà mình bác. Ờ à, quên cái vụ đó. Trời ơi, mày làm vậy sao xem mày thấy đường mày đi. Trời, thấy em thấy. Đi ra bây giờ ra kêu ổng vô nha. Mời vô. Dạ, ổng tên là ông Vạn á. Trời ơi, mời vô. Trời ơi ông ơi. Khách sợp. Nè. Gì? Như vậy thì bà chưa qua bên kia thông báo ha. Chưa. Vậy coi như mình coi hai ai được giá mình bán. Ừ. Chào. Dạ, đây là chồng tôi. Chồng hả? Dạ, chồng tôi. À. Quan huyện hả? Quan huyện. Tôi tự giới thiệu, lái buôn gỗ. Dạ. Tên là Vạn Văn Vàng. Vẫn vàng. Gọi đúng cái tên của ông mà cái miệng y như con cá trà nó ăn móng dồn gớm quá. Nghe nói gõ mật gỗ nhiều lắm. Trời ơi, cây gõ mật đây nè. Cây gõ mật, trời đất ơi. Nói không phải khoe ông chứ tôi là theo lệnh.
không? Cả cái làng rồi tôi đốn tôi triệt hạ nó hết là khoảng 7.000 cây gỗ quý. Nhưng mà đốn được nhiêu cây rồi? Ngàn cây rồi. Dạ. Đang cho người đốn lai rai. Vậy hả? Bán chưa? Bán rồi. Bán rồi. Ngu vậy? Anh xin lỗi quan huyện. Mặt gỗ này là gỗ quý lắm, trong đó là nó có nhiều cái loại mà như vậy, thấy không? Gỗ mực quý dữ lắm, bán gấp như vậy là ta trả giá bèo dữ lắm, là bán giờ là lỗ chết. Phải chờ người khác lợi đấu giá được giá mới bán. Bán rồi nhưng mà mình ai trả giá cao mình suy nghĩ lại. Đúng rồi, suy nghĩ lại. Tính lại hả? Dạ. Thế là tôi vẫn có cơ hội mua. Dạ đúng rồi. Ai mời ông An Tòa. Dạ mời. Ngồi. Quan Quyện đâu rồi? À, trời đó coi ông đâu rồi? Ông đâu rồi? Quan Quyện đâu? Quan Quyện, ông ra đây mà ông trả lời cho tôi cái chuyện này nè, nha. Quan Quyện, trời ơi tại sao vậy? Hả? Tại... Ủa, đuôi hả? Nè tôi nói cho biết, nãy giờ tôi tưởng đâu ở cái đình này mới thỉnh gì hai cái tượng nào mà xuống cấp dữ vậy, thì ra là vợ chồng Quan Quyện hả? Ăn nói cho tử tế lại nha. Thằng trai già có tóc bum bê. Ủa, chuyện gì mà ông thân chinh tới đây? Thân chinh cái gì? Tôi từ Loan Đài tôi qua đây là tại vì sao tôi nghe phong phanh cái tin đồn. Ông đã giao kèo, ông bán 1.000 cây gõ mật cho tôi, tại sao bây giờ ông lại đi giao cho người khác? Thì ai trả giá cao hơn thì tôi bán cho người đó. Chính xác, chính xác. Bà tin tôi thuộc một hồi là bà lọt cho mấy cái lỗ như Viên Bi không? Là sao, là sao? Khế ước chưa ký nhưng mà đã nói trên bàn nhậu. Hai vợ chồng bà qua ăn ngập mặt bên nhà tôi rồi mà. Ôi nói miệng ai tin, trời chưa có ký giấy thì không gọi là thất tín. À, ai trả giá cao hơn thì tôi bán vậy thôi hà. Đúng rồi. À, được thì bán, không được thì thôi. À. Đây, cái chuyện này tôi buôn bán công khai. Đây là lệnh của triều đình. Tôi phải có nhiệm vụ là đi thanh lý hết 7.000 cây gỗ quý. À, cái chuyện mà ai trả giá cao thì tôi bán cho người đó. Tôi đâu có phải tôi là... đã ra giá 30 lượng rồi. Còn cái cục vàng khè này là ai đây? Đây, đây là cái người mua mới đây nè. Đó. Thương lái dẫn danh vàng. Dẫn vàng. Chào dẫn danh vàng. Dẫn vàng. Dẫn vàng. Dẫn vàng. À. Đây cũng là thương lái đại lợi. Ông qua đây ngủ của tôi đây. À, nếu như mà ông mà có đủ tiền mua thì mua hết cái cánh rừng này đi. Xin lỗi ông, cái gì tôi cũng thiếu chứ tiền tôi không thiếu. Em của tôi là quan bộ hình mà. À. Thôi bây giờ vậy nè, vợ chồng tôi có ý kiến vậy ha. Bây giờ mà ông nãy ông nói bao nhiêu? 30 lượng. Bây giờ mình đấu giá đi. Đúng. Ai cao hơn thì người đó. Đúng. Lấy cây đi. Đấu giá. Đúng. Ai trả cao hơn thì tiền đó lọt vô ngân khố của triều đình. Rồi rồi. Tôi không đi. Ăn cắt bạc nào hết trơn. À. Hay quá, quan huyện có tấm lòng quá. Dạ. Bây giờ đấu giá nha. Bây giờ nè, ông Lợi nè đưa giá là 30 lượng. Khoan, 30 lượng là chưa tính. Bây giờ mình đấu giá mình bán là bán hết 7.000 cây gỗ quý trong cái làng này, chứ không phải là 1.000 cây mình mới đốt. Ai mua bứt hết 7.000 cây thì người đó trả giá cao rồi tôi bán cho người đó. Đúng, hay quá. Đúng rồi, bây giờ 3.000 lượt, 3... Bây giờ ông có đủ tiền để mua 7.000 cây gỗ quý không mà ông hả cái họng ra ông nói. Đủ không? Cái đợt này tôi chỉ cần 1.000 cây. Nhưng 6.000 cây còn lại tôi mua là vì sĩ diện của đại lợi này. À, vì sĩ diện. Vậy thì tôi mở cuộc đấu giá công khai, ai mua giá cao tôi bán. Rồi, cuộc đấu giá bắt đầu. 7.000 cây gỗ quý trong làng hạ. Giá thứ nhất khởi điểm là 30 lượng. 30 lượng lần thứ nhất. 35 lượng. 35 lượng lần thứ nhất. 40 lượng. 40 lượng lần thứ nhất. 40 lượng lần thứ nhất. 50 lượng. 50 lượng lần thứ nhất. 50 lượng rưỡi. 50 lượng rưỡi lần thứ nhất. 4.500 lượng. Hả? 4.500 lượng lần thứ nhất. 4.500. Thằng điên. Cái đống gỗ này mua 4.500 lượng bán sao có lời. Mà có người ra giá 4.500 lượng. 4.500 lượng lần thứ hai. 4.500 lượng lần thứ ba. 4.500 lượng lần thứ tư. À, không ai trả hơn. 4.500 lượng lần thứ năm. À.
mua được 7.000 cây gỗ quý trong làng với cái số tiền là 4.500 lượng. Tiền này tôi hứa tôi bỏ vô công quỹ. Hay quá, giờ bán hứa bán rồi phải không? Dạ. Phải ký vô cái tờ khế ước đúng không? Dạ đúng rồi, phải có giấy ra đánh mực đen thẳng thôi. Dạ. Ký vô. Chọn thẳng luôn. Đọc thấy không? Giờ soạn sẵn rồi đó. Trời đất ơi. Hôm nay ngày 14 tháng 12 tức ngày Giáp Ngọ, tháng Bính Tỵ, năm Mậu Dần, tôi giảng văn vàng diện có mua số lượng cây 7.000 với số lượng là bao. Trời đất ơi, sao hay vậy? Không á, mà trước khi mua phải tính trước vậy chứ. Giờ ký vô. Dạ. Ký, dạ, ký. Ký vô. Dạ mời ông ký trước. Có cái bàn không? Dạ. Dạ, cái lưng, dạ cái lưng tôi đi. Dạ. Ờ, hay. Dạ, cái lưng. Dạ. 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 Rồi, mời ông ký. Tên hơi dài nha. Giảng văn vàng dặn. Ủa sao cái tên cuối cùng tôi cái chữ dạng là ngay cái chỗ này nhột quá. Kéo cao lên chút coi. Dạng. Đó, để nào. Để nào nữa hả? Ba cầm ấy. Ký. Khỏi cần ký. Tôi từ nào giờ văn tự khế ước gì tôi làm theo cách của tôi. Trời không ký sao buôn bán. Dễ thôi nhưng mà vẫn được. Ông chờ một chút nha. Sao? Rồi, xong dạ. Như vậy là cuộc bán buôn đã hoàn thành. Dạ. Vợ chồng quan huyện. Gì? Gì? Chuyện này đại lợi của ta sẽ không bao giờ để yên. Các ngươi chờ coi, ta sẽ bấm chuyện này lên với quan bộ hình. Sợ à? Dạ. Dạ. Ui dạ. Vậy? Cái gì vậy? Ây da, cái gì vậy trời? Anh rể với chị ơi, chết rồi anh rể. Chết cái gì? Hai thằng này ai cho phép tụi bay thả hai thằng này ra? Dạ. Hai đứa này tao chưa đóng căn bỏ tù nữa là còn may lắm. Tụi bay bắt nó lại coi. Bắt nó lại. Chính ta đã ra lệnh thả hai người này ra đó. Gì? Ông buôn bán thì lo buôn bán, ông xía vô cái chuyện làng nước của cái vùng này chi vậy? Hả? Đây là mày hết chuyện hả? Bây giờ hai đứa bay bắt tôi nó lại coi. Dừng tay lại. Dạ. Xem đi. Trời. Ta chính là quan không sai của triều đình. Ta xuống đây vì một số người dân của làng Hạ đã thấy cái việc làm sai trái của vợ chồng Chi Huyện là chặt cây phá rừng mang lợi lộc riêng tư cho bản thân mình, nên ta xuống đây ta điều tra và quả tình không sai, ta đã biết được rằng hai vợ chồng và cả em vợ của ngươi nữa làm ăn gian dối. Quỳ xuống. Ông ơi chết rồi trời ơi, ông ơi quỳ đi để tôi tính. Ông ơi chết rồi ông ơi, nên làm cái gì mà run dữ vậy? Bằng cớ đâu? Bằng cớ đâu mà ông dám nói tụi tôi là cấu kết nhau để mà tư lợi? Ừ đúng rồi, bằng cớ đâu? Cái gì nói phải có sách mách có chứng. Đúng rồi, tôi nói sao để mà tâm phục khẩu phục. Đúng, bằng chứng thì mới bắt được thằng này. Bằng chứng thì đừng có hòng. Trời ơi, chứng cớ đâu? Có sao không có? Ta là quan mà nói là phải có bằng cớ đàng hoàng. Đây, tờ khế ước này chính là bằng cớ, còn in dấu vân tay bằng nước miếng còn chưa ráo mùi của ngươi nè. Hả? Thấy chưa? Chối cãi không? Quỳ xuống. Quỳ xuống, quỳ xuống. Dạ. Dạ, con chúc mừng quan không sai, đã bắt được cái lũ sâu dân mọt nước. Cái lũ này nè quan, nó thường xuyên là chỉ biết là hà hiếp dân lành. Quan bắt nó đi đóng trăng, nó đi đừng cho nó đẻ trứng. Dạ, mọi chuyện đã xong rồi. Con kính chúc quan vui vẻ và hạnh phúc. Con về. Đứng lại. Còn ngươi, ngươi cũng có tội luôn. Dạ, con có tội gì hay không? Dạ, con mua cây thôi, con tội gì? Buôn bán phi pháp. Ô, con mua, con đưa tiền rồi con lấy đồ về mà phi pháp cái gì? Nếu người không mua thì sao người ta bán? Người ta không chặt cây lấy gì con mua. Nếu người không mua thì làm sao người ta chặt cây? Người ta phải chặt rồi mới mua được chứ. Trả theo hả? Hả? Không có quen. Ta xử người hai tội. Cái tội thứ nhất là gian thương buôn bán phi pháp. Thứ hai, thời buổi này
mà đổi cái đầu thấy ghét lắm. Giải về Nguyễn Đường. Dạ bẩm quan. Gì? Dạ quan đừng để ý tới cái thằng có mái tóc bùm bê đó. Dạ em có chuyện muốn thương lượng với quan. Chuyện gì hả? Dạ thỉnh quan ra cái góc khuất khuất chút xíu rồi em nói. Dạ. biết. Về. Dạ đi chỗ khác. Chuyện riêng. Dạ em biết là quan làm trong bộ hình khó khăn lắm. Ừ. Tiếp xúc với toàn tội phạm không? Quan thân chinh xuống đây cực khổ quá. Mà quan phát giá cái vụ này đốn 7.000 cây gỗ quý bán với cái giá là 4.500 lượng. Dạ chuyện này thì nếu quan chấp nhận, quan bỏ qua cho tụi em ngắt một phần nữa, em đưa cho quan phần còn lại thì em em sẽ có cách thải quấy với thiên hạ. Dạ. Ôi ai làm gì kỳ cục chết luôn. Quan ơi, áo nào mà không có túi, quan nào mà không có miệng mà có miệng là phải ăn. Trời ơi, quan nói, quan gật đầu một cái để cho em yên tâm đi quan. Thôi ta không đồng ý đâu mà. Không đồng ý hả? Quan không đồng ý. Xích ra bên kia. Trời ơi. Nè, chuyện này á bí mật nghe. Ừ. Nói ra là mệt lắm á nghe. Thì bây giờ á, nhưng mà ta cũng không tin ngươi đâu. Không, bây giờ chia ta phân nửa. Yeah. Là có nghĩa là 2.250 lượng phải không? Yeah. Nói là giữ lời nghe. Yeah. Ký vô cho chắc ăn nghe. Yeah. Ký đi, ký đi. Ký vô. Ký vô đây. Dạ, ký vô đây. Đây nè, ngay chỗ góc này. Dạ, em có cách đi. Em không cần ký nhưng mà em vẫn để lại bút tích. Để lại bút tích đi. Dạ. Cách nào? Dạ, giống nãy. Ê, khoan khoan, rồi ký đi, tao bịt mũi lại. Lên! Lên! Lên kìa! Bắt vợ chồng Quan Nguyễn vào tới này! Hả? Bắt ai đó? Bắt người luôn! Dạ! Cái vụ gì? Ủa? Cái gì? Bắt người có hai tội! Ủa sao kỳ vậy Quan? Tội thứ nhất, lạm dụng chức quyền, đốn phá cây rừng để tư lợi cho bản thân mình. Tội thứ hai là tội hối lộ ranh ranh. Hả? Ta sẽ trinh việc này lên cho Hoàng thượng để xử tội các ngươi. Còn riêng Ất và Hợi, hai người đã có công lớn là phát giác và tố cáo vợ chồng quan huyện cùng với tới này. Được, ta sẽ bẩm với triều đình để mà trọng thưởng cho hai người. Riêng vợ chồng Trí Nguyễn và tới này bước ra đây. Lui ra hết để ba người này tự giải quyết. 2.555 lượng. Chia đôi rồi mà quan. Chia đôi rồi mà quan. Chia đôi rồi mà quan. Hả không ra. Hả ra. Nhậm lại. Đứng dậy. Ngươi có biết mỗi lần chặt cây rừng cây nó đau như thế nào hay không? Trước khi giải về triều đình, ba ngươi phải tự chặt với nhau. Hồi nào giờ chặt không chứ đâu có biết đâu mà chặt. Ai chặt, chặt ai, chặt ai. Ai chặt ai. Chặt vòng tròn. Chặt vòng tròn. Mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh lên. Đình Toàn và Lê Khánh chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Danh Hài Đất Việt. Anh Đình Toàn thân mến, nếu như một ngày nào đó anh yêu một cô gái rất là say đắm nhưng mà không may bị cô ta từ chối thì anh có bỏ cuộc không nào? Sao vậy? Sao mới mở đầu mà hỏi câu nghe xui xẻo vậy? Thì biết đâu được, chuyện gì cũng có thể xảy ra nè. Nếu như có chuyện đó xảy ra thì anh Toàn làm sao bỏ cuộc được? Mình phải tìm mọi cách để chinh phục trái tim của nàng chứ. Cách nào anh có thể chia sẻ với khán giả của chương trình được không? Hãy trở thành một chàng trai thông minh với thật nhiều bí quyết và bí kíp, đêm gò cửa trái tim. Vang em được vào đúng không? Chính xác. Hay quá ta. Rồi sau đó thì sao nào? Trời Khánh ơi, em dở quá, em cứ bước vô nhà ngồi xuống cái đã, hiểu không, mọi sự tính sao? Ngồi xuống trước rồi đuổi ra sau cũng không muộn đúng không anh? Cứ ngồi xuống được là tính, em kiếm an tọa đi. Nhưng mà dù sao đây cũng là một bí quyết rất là bổ ích cho những người đang trên đường tìm kiếm một nửa yêu thương của mình đúng không quý vị? Phải rồi, nghe Lê Khánh nhắc thì anh Tài nhớ đến một bài hát rất dễ thương kể về một chàng trai rất thông minh đã tìm mọi cách để chinh phục trái tim người yêu của mình. Khánh nhớ nhạc phẩm đó rồi. Xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Chàng Vệ Sĩ Của Em, một sáng tác của Nam Du.
Ca sĩ Nguyên Vũ cùng với nhóm Cascader Quốc Thịnh chắc chắn sẽ mang đến quý vị những giây phút thật hồi hộp gay cấn nhưng không kém phần romantic. Đặc biệt với sự minh họa của Mỹ Hạnh và kiều nữ chân dài miên man Phi Phụng. Chị Phi Phụng chân dài miên man luôn hả anh Định Toàn? Chắc vậy. Vâng, và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Chàng Vệ Sĩ Của Em. Em lâu quá mới gặp, em nhớ anh không? Anh là ai? Anh là Vũ nè. Vũ hả? Vũ nào? Trời ơi, mới đây quên hả? Anh năm bữa mình học hồi xưa đó. Hồi xưa hả? Trường Trần Khai Nguyên nhớ không? Hồi xưa anh học á, anh mua ỏi nè, mua cóc nè, mua xoài nè, mua tùm lum đồ chua đó, đem vô em bu lại em xin anh ăn á, nhớ không? Nhớ mà không dám nhớ. Ủa là sao? Ủa anh không biết em là ai hả? Biết. Em là Hạnh. Hạnh học lớp 12 A5, đúng không? Đúng. Nhưng mà không phải. Anh có đọc báo không? Em nói chơi. Anh làm từ sáng sớm đến chiều tối. Mệt lắm cho nên về ngủ rồi. Vậy anh có xem TV không? Có đúng không? Biết em rồi. Anh ở trọ cho nên không có TV. Vậy là anh nghèo tới cái mức mà không có tiền mua tivi, nghèo tới cái mức mà không có tiền mua báo luôn đó hả? Nhưng mà anh biết rằng là em chắc chắn là Hạnh nè. Hồi xưa đó, lúc mà em học á, hay giờ ra chơi đó, em hay mặc cái áo dài chạy cái gì đó. Cái gì vậy? Trời đất ơi! Bác Tám! Con nè! Nè nè! Cậu kia! Tôi không phải là bác Tám mà tôi là Mary! Đừng có thấy xa bác Hoàng làm họ nghe, cậu xê ra đi! Trời ơi, nghĩ sao vậy còn con nữa? Mary. Con nghĩ con bây giờ con là gì? Con ra phải là người bình thường hả? Con là người nổi tiếng rồi. Phải lựa bạn mà chơi chứ đâu phải mà ai cũng nói chuyện được con, không có gì vậy đâu. Con cậu. Trời đất ơi. Làm bảo vệ tôi mà thấy người con gái người ta đẹp cái sáp sáp tới à. Quên cái vụ đó đi nghe chưa? Thứ gì đâu không. Giờ mặt là không ưa rồi nè. Ê, xe ra. Thôi, anh muốn ăn thịt con má. Ghê quá à. Trời ơi, má mà nó còn muốn ăn thịt chứ huống gì con. Nè, tôi nói cho cậu nghe nghe. Cậu cách xa con gái tôi 16m50 nghe. Biết ai không? Siêu mẫu cấp thành phố. Siêu mẫu? Đâu trời có báo, đâu có tivi. Đừng có làm nên là đừng có cậu chúc mừng ai hết trơn. Trời ơi, không quen biết thì chúc mừng à. Làm ơn, xe ra, đứng đằng kia. Xe ra. Nghe má dặn nha. Dạ. Không đứng gần nó nghe chưa? Dạ. Má vô siêu thị mới mua mấy cái áo đầm thiệt đẹp cho hai má con mình đi event. Nhớ nha, chứ chờ má nha. Dạ. Cạch cái mặt nó ra nha. Cạch cái mặt nó ra nha. Rồi đi tiếc nuối gì nữa mà dòm. Dạ. Trời ơi.
con tim chúng tình. Hey, I love you baby, I love you baby. Hey girl, em nhìn xem anh đây tài năng đẹp trai có thua chi bao. Hot boy, anh sẽ luôn bên em dù phải qua bao vui buồn. Chàng vệ sĩ riêng của em, anh chàng thật dễ thương. Này người hỡi hãy đến thật gần anh, anh chấp nhận vòng tay. Này người ơi, cùng khát khao biết bao nụ hôn, ta cùng trao trọn con tim vàng người ơi. Buồn sẽ có anh bên cạnh ngồi hát, anh sẽ đệm đàn vui, anh sẽ ca bài ca hạnh phúc đôi mình. Rồi nhà ta có chia sẻ thật mới, luôn bên cạnh nàng dâu, dưới mái che thật xinh ta lỡ. Con ơi, con ơi. Dạ. Trời ơi, là có người ân nhân cứu mình phải không con? Dạ, đỡ mình. Ừ, cảm ơn nghe cậu, cảm ơn cậu nghe. Dạ. Cậu đi em đỡ cho mẹ con. Bác Tâm. Vậy? Thằng này hả? Dạ. Ê, nè, cua con gái tôi rồi bày đặt dựng hiện trường giả để mà lung lai tấm lòng của nó phải không? Ờ, dạ, dạ, dạ không. Tôi nói với cậu nghe cái chiêu này nó xưa quá rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân hả? Xưa rồi. Bác Tâm. Con chứ. Không phải là bác Tám. Mary. Maggie. Nè con. Dạ. Má nói cho con nghe nghe, thời buổi bây giờ không có tin ai được hết trơn á. Nó muốn cua con, nó lai động cái trái tim con cho nên là dựng hiện trường giả nó làm như vậy đó. Chứ mấy đứa ăn cướp là phe của nó không, nó hiểu chưa? Cho con sáng mắt nghe. Má ơi, không phải như vậy đâu. Ảnh cứu mình thiệt á. Không nói nhiều, đi theo má đi về. Má ơi. Mà... Con không nghe lời má nữa đâu. Trời ơi. Con sẽ đi theo chính con tim của con. Con á sẽ chọn một người đẹp trai nè. Ừ. Hát hay nè. Ừ. À, cao to nè. À không, không độ thôi. Anh đó, đó, anh đó, anh đó. Chủ yếu là bảo vệ được cho con nữa đó. Trời đất ơi. Đồ. Má. Đồ thương bé trai. Con. Trời ơi. Trời ơi. Bác Tám. Trời ơi, con ơi, con ơi. Dạ con. Ba, hôm nay bác đẹp lắm. Đẹp thật là lâu lắm rồi con mới gặp bác. Ừ, con thích em nói thiệt mà. Cậu làm gì? Security chứ gì? Trời đất, lương tháng nhiều mà đòi cưới con gái tôi lấy 3 triệu tháng, trời ơi, không đủ để mua được đôi giày nữa cậu. Mơ, đừng có mơ đi nha. Yeah. Suốt đời làm security thôi. Thưa quý vị, những lo toan bộn bề của cuộc sống đôi khi khiến chúng ta rất khó xử trong rất nhiều trường hợp, như là về gia đình, về tình cảm con cái. Đúng không Khánh? Dạ đúng rồi anh. À, anh nhắc đến chuyện tình cảm á, làm Khánh nhớ đến chuyện tiền bạc quá. Ok. Sao kỳ vậy? Tại vì tiền bạc mà liên quan tới tình cảm. Có gì đâu mà kỳ, anh không nghe người ta nói hả? Tình và tiền sao? Oh. Đúng không nào? Ủa nhưng mà liên quan sao? Bí mật. Sao vậy? Em mới lượm được cái bóp đầy tiền luôn. Em lượm được cái bóp đầy tiền? Nhiều lắm anh ơi. Nhiều lắm? Dạ. Sao? Có cần anh tư vấn gì cái gì không? Anh tư vấn cho em đi. Anh tư vấn đi, mình sẽ xử lý sao với số tiền trong cái bóp. À, bắt đầu nghe. Dạ. Chị Hạnh Dung trân trọng kính chào quý vị khán giả. Dạ. Ủa gì vậy? Gì chị Hạnh Dung đâu đây vậy? Thường là vậy, em có đọc trên báo không? Dụng mà tư vấn thắc mắc biết hỏi ai, đó là có chị Hạnh Dung. Anh làm chó. À, em biết rồi. Dạ em chào chị. À, thôi anh được rồi. Ủa anh là chị Hạnh Dung phải thôi, chào thôi, chị thôi. Chứ anh Đình Toàn đi. Thế chưa, anh Đình Toàn vẫn tốt hơn đúng không? Đúng rồi. Dạ. Lê Khánh. Dạ, lắng nghe sự tư vấn từ chuyên gia tâm lý. Sao Đình Toàn đây? Sao anh Đình Toàn? Đó là bây giờ
Em có cái bóp đầy tiền đó, em lượm được quá. Rồi giờ em sao? Chia cho anh một nửa đi. Hả? Chia tiền cho anh một nửa? Đúng rồi. Anh ơi, cái bóp đó em lượm được của người ta. Cái bóp đó không phải là tiền của anh. Đúng rồi, tiền của anh dễ gì mà anh chịu chia. Nếu không tiền của người ta anh mới đòi chia. Ủa sao anh chia trắng trợn quá vậy? Trời ơi, của người ta làm rớt, làm mất thì mình phải làm sao tìm người ta để trả cho người ta cái bóp gì tiền chứ. Cái vấn đề nó nằm ở đó đó. Của người ta làm rớt đúng không? Em lượm được đúng không? Nếu em không lượm thì người khác cũng lượm đúng không? Và người khác lượm thì biết đâu mà chia. Cho nên bây giờ em lượm, em quen với anh, tốt nhất là em chia với anh. Trời ơi anh ơi, anh kỳ cục quá à. Đó giờ em thần tượng anh lắm á, mà em không nghĩ là anh tham đến như vậy á anh Toàn. Không phải, trời ơi, của trời cho mà, nó chỉ là một cái trò chơi thôi. Trò chơi thì mình phải tìm cái người nào mà làm rớt thì mình trả cái trò chơi lại cho người ta chứ. Biết đâu mà tìm, coi như bây giờ chia đi, đừng có nói nhiều nữa, hiểu không? Chia lẻ đi. Bây giờ anh muốn chia phải không? Chia thì chia. Nhưng mà trước khi chia chúng ta đến với một tiểu phẩm hài sau đây đi rồi chúng ta chia nha. Trời khổ quá, chia tiền không chia tiền, tự nhiên đi coi tiểu phẩm hài là sao? Thì coi xong đi rồi lúc đó chia cũng chưa muộn mà anh. Nhớ nha. Vậy thì quý vị cùng với Đình Toàn chúng ta hãy nhanh nhanh xem tiểu phẩm Không Tham Của Rơi của tác giả Vũ Thanh, với phần biểu diễn của các danh hài nổi tiếng sẽ mang đến cho chúng ta những tràng cười nghiêng ngả mặc dù cuộc sống đôi khi nghiệt ngã, và sau đó sẽ là phần chia tiền của ả. Khổ. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiểu phẩm Không Tham Của Rơi. Cái gì vậy? Mình đi chậm dữ vậy con? Con trai gì đâu mà yếu xìu rồi thằng ơi. Có thiệt qua nhà ba có rước con không? Trời ơi, nói chuyện kỳ mày. Không rước mày tao đứng trước cổng trường tao đợi mày ra làm gì? Ba khốn quá, ba chạy xe đạp, ba bắt con chạy bộ. Đó lại, ở đây, nhìn lại coi, cái xe có cái yên nào không? Sao mà chở mày? Ba tao đứng trước con. Không rước mày gì? Tao đi chăn mày với tao rước mày hồi nào? Tao chăn con, ba giống con chăn dịch vậy. Chứ sao? Dạo này tao nghe nói bắt cóc dữ lắm thì tao nghe lời má mày, tao tới trường tao chăn mày về thôi. Làm gì mà chạy tung tăng nãy giờ? Nói chuyện gì vui hả? Ba, hôm nay có chuyện vui ba. Nói ba nghe. Đây, đây, coi. Hôm nay á. Vui mình kể ba nghe, tao về tao khoe. Hôm nay á, con làm được việc tốt á. Việc tốt? Ơi, vậy mà có gì đâu vui. Thì bốc quá là mày giúp đỡ bạn bè trong lớp phải không? Không phải. Vậy là, giúp đỡ thầy cô trong trường phải không? Không phải luôn. Vậy thì mà dắt tay đưa người già qua đường đúng không? Sai luôn. Vậy thì nói đại đi mày, tao mệt rồi nha mày. Con á mới gửi cho công an xã 100 triệu á. Nói nghe nè, nhỏ mà nói xạo là không có tốt nha con. Nói thiệt mà ba, 100 triệu đâu có gửi cho công an xã, tào lao. Trên đường đi học về á, con thấy bịch ni lông màu đen. Cái con chạy lại con mở, con thấy quá trời tiền luôn á. Cái con biết á là người ta đánh rơi, con mới đem lên cho công an. Con kêu mấy chú phải thông báo trả lại cho người bị mất đó ba. Ba thấy con làm việc tốt không? Con đi học về thấy bịch xốp màu đen con mở ra, con thấy tiền trong đó quá trời luôn. Dạ. Con đem lên công an xã, con nhờ mấy chú công an xã gửi cho người đánh rơi. Mà khoan cho ba hỏi một câu quan trọng nè. Cái lúc mà con cầm được cái bọc tiền đó đó, xung quanh nó có ai không? Con thấy ai á? Không có ai hết. Dạ. Mà con vẫn cầm tiền con đem lên công an xã. Dạ. Trời. Ba bị gì ba? Mày thiệt. Trời ơi, không lẽ giờ tao bóc tao cho mày ăn chứ không cho mày ăn cơm. Trời. Mày ngu quá. Mày nghĩ sao vậy? 100 triệu. Mày cầm 100 ngàn mà cầm mày đem lên công an xã được. 100 triệu mà phải đem về mày nộp cho ba. Nhặt được của ghê á, không trả lại cho người khác á là không có tốt đâu. Trời ơi, mày nhặt được của rơi mày không đem về đưa ba, mày mới là người không tốt, mày hiểu không? 100 triệu. Ba mà xài tiền của người khác á là ba cũng không có tốt đâu. Trời, bây giờ mày dạy đạo đức cho tao luôn hả? Tao đẻ mày ra cho mày ăn học thì mày dạy đạo đức cho tao luôn hả? Mày muốn dạy không? Bây giờ tao dạy mày nè, từ nay về sau mày nhặt được của rơi là mày phải biết liêm khiết với ba mới chưa? Sao mày đánh con? Mày đánh mày cho mày chừa cái tật. Mày trả treo với ba. Ba dạy mày mà trả treo với ba cái gì? Cãi đúng mà. Trời ơi, cãi đúng hả?
Mày kể đúng hả mày? Hả mày? Kỳ vậy? Sao kỳ? Quýnh cho mày chừa cái tật để mày để cho mày mày sáng ra chứ bây giờ mày còn ngu hóa. Mày dở quá mà. Đứng lại coi. Mày đâu vậy? Hôm qua vậy bé ba Thảo. Mày đâu quýnh mày được hả? Ê! Trời đất ơi, cha con mà nó qua cầu nó rút dáng. Mày qua nhà ông Ba Thăng đi. Mày coi mày chạy thoát tao không cái mày làm quỷ. Trời, tôi đứng nãy giờ tôi đâu có chạy đâu. Bà ông chạy, ông đó ông chạy. Dạ, quá. Ông đứng lại nha. Ông đứng lên coi. Ai vậy? Tôi nè. Tôi xỉn nè. Gì ông nội? Trời ơi, mặt ông làm gì thấy ghê vậy? Tại tôi. Ây da, nhức quá. Đứng lại. Bây giờ tôi hỏi ông câu nào, ông trả lời câu đó. Cái gì ghê vậy? Mặt tôi là nghiêm trọng rồi nha. Biết rồi. Một câu một, trả lời liền. Nói đi. Còn tôi đâu? Gì? Con tôi đâu? Bởi vậy ở xóm này nói ông vô duyên là đúng rồi. Con ông sao ông đi hỏi tôi? Tôi đâu có giữ con ông đâu. Lại nhắc. Đứng đây. Gì vậy? Cái gì? Nè. Nóng nha. Nóng nha. Tôi hỏi ông nha. Ông trả lời xong ông bỏ đi một cái nha. Máu chảy thành sông chỗ này luôn. Trời gì ghê hả? Cho ông cơ hội cuối cùng. Con tôi đâu? Hỏi con khác đi, bỏ con này đi. Tào lao, tào lao, tào lao. Chắc ông này nó trả lời không được. Con tôi đâu? Con ông giữ cho con hỏi tôi, nó trả lời. Nó nói với tôi là nó chạy qua nhà ông. Bây giờ ông giấu nó đâu? Trời ơi, sáng giờ tôi đi ngoài đường, tôi không có về nhà đâu, tôi biết nó. Nhưng tại sao nó nói với tôi là nó chạy qua nhà ông? Thì con ông chạy qua nhà tôi đâu có gặp thế đâu. Trời ơi, ở dạo vòng vòng với tôi phải không? Ông mà giấu nó nghe, tôi thưa ông vì cái tội bắt cóc con nít. Nè, đừng có nói bậy nghe. Ăn bậy thì được, còn nói bậy không có được nghe. Nghe được, ông bắt cóc con tôi mà ông còn chỉ tôi hả? Không bắt tôi, chỉ nghe tôi làm vậy mà. Nghe đồ ha, giờ tôi không nói nhiều nữa. Bây giờ ông không đưa con phải không? Đừng có trách tôi nghe chưa. Ở đây nào. Không. Sam cái gì, sợ gì cha nội này? Trời ơi, anh ba. Ba ơi. Ba ơi ba. Ba có sao không ba? Má má, con phải ba má má. Không anh ba ơi, anh tại sao anh cũng đâu có đẹp đâu mà bị Sam sợ thế ra nông nổi này vậy? Anh ba ơi, trời ơi. Ba. Ba. Ông khóc cái gì? Em bắt cỏ rồi. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Mình lớn hết rồi mà. Trời, có gì mình từ từ mình nói chứ. Tại sao lại sang sớm? Mình đi, mình đi, mình. Tại sao lại đánh người ta ra nông nổi này? Thôi! Nói cái gì phải cho người ta chen vô người ta nói với. Đã mình nói chậm mà còn đãi nữa thì làm sao người ta chen được? Anh ơi, thật ra là em cũng không muốn đâu. Anh biết không, tại em á là cái bẩm sinh của em như vậy rồi. Chứ em là em cũng muốn đi. Má ơi, trời ơi, mỏi cổ tôi quá. Tôi nói mà lắc qua lắc lại hoài, lắc theo con chết luôn à. Anh ba ơi. Nó dứt mà còn vậy nữa. Mau chạy thành sông rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Mà bớt làm tôi cái. Máu đâu? Máu nè. Vậy xong hả? Xong rồi. Gì? Mau. Tại sao hai người lại đánh nhau? Tôi không muốn thấy cảnh này. Cái gì vậy? Tôi đánh ông hồi nào? Mới thấy rõ ràng hai người đánh nhau. Cái chị ông có máu là do ông ăn ở làm sao đó, cái mặt ông có máu. Trời ơi, đêm hôm tôi nói là gió lớn quá, tôi đánh đóng cái cửa sổ là cái cửa sổ đập vô mặt tôi. Nó bầm vậy chứ máu gì? Ủa vậy là bị cửa sổ đập vào mặt hả? Tự nhiên chả mất con ở đâu chứ lại cái đổ thừa tôi à. Ê, bây giờ vô nhà tôi đi. Vô nhà tôi kiếm. Nếu không có thương ngược lòng á. Thương ngược tôi cái gì? Ổng bắt cóc con nít. Anh ơi, khoan hai anh ơi. Em á là em bị cái tật là em nói rất là chậm. Mà hai anh nói nhanh quá. Cho nên là em không có chen vô kịp. Bây giờ hai anh ngưng chút xíu cho em chen vô cái. Hả?
nếp. Trời ơi, bỏ người ta, bắt cóc con nết. Bỏ người ta, bắt cóc con nết. Bỏ người ta. Cái chuyện bắt cóc con nít tôi nói là cái tour trước rồi, sao móc lại vậy? Ổng bắt cóc con tôi và qua bà nói với ổng trả con lại cho tôi đi. À dạ em hiểu rồi. Hả? Mau. Ê cái chuyện mau lâu lắm rồi bà ơi. Chết rồi, em nói lại từ đầu ha. Bà đi qua đây đứng, đi qua đây đứng luôn. Bây giờ sao, con tôi đâu? Bây giờ con ông đi kiếm đi. Ông mà để bắt con ông ráng chịu ra, nó không có lợi nhà tôi nói trước nha. Bây giờ con tôi bây giờ nó không qua nhà ông, giờ nó đi đâu bây giờ trời? Biết đâu có lợi như vậy là mấy cái nhà hàng xóm rồi bà bãi rồi đó, lợi nhà tao kiếm đi. À, ông làm muốn ông đạp xe ông chở tôi đi kiếm giùm coi. Tại sao ông đi? Đi hết nổi rồi, dán cái xe quên cái cầu đi hết nổi. Trời ơi, mệt ông quá luôn á. Lên tôi chở cho tôi đi kiếm nhỏ. Trời ơi, con nít rồi. Rồi chưa? Rồi đi. Con ơi là con. Ê! Trời ơi, lấy xe tôi đi luôn mà kìa chạy. Đúng rồi, con nít thì không thể nào mà nó đi lâu như vậy được. Trời. Ủa sao chị người ta. Ủa anh ơi sao đi hết trơn hết trời vậy? Thôi đừng có khóc nữa. Mày khóc cái tao sốt cả ruột tao luôn à. Bây giờ thôi con ấy đi rồi có gì đi rồi dì bãi nói với ba con cho nha. Đi về bển đi rồi có gì dì bãi nói cho. Con không dám về đâu. Con mà về là ba con giết con chết á. Trời đất ơi, bây giờ không về rồi mày ở đâu giờ? Ra buổi chuối ngồi được không? Con kiếm cánh chơi đi. Không chịu hả? Không chịu thì thôi giờ nói chứ ở giờ về nha. Nếu mà ba con qua đó thì con cứ việc con vô trong kia con núp ở trong đó đi. Để rồi chị bãi ra thương lượng. Thấy không? Khi thương lượng mà được rồi đó thì bãi kêu con ra. Con chịu không? Đừng có khóc nữa nghe không? Khóc mày khóc riết nhưng mà trù quẹo tao làm ăn không có được. Nhưng ba con tới kìa. Đâu? Ba con tới nhà bé rồi nó còn ở đây nha. Chết cha. Vô lẹ lên. Vô lẹ lên. Càng ăn càng ngày càng mập quá. Ây, nặng quá trời quá đất luôn. Tôi nói ông á, ông là con người ác dơ thất đức lắm. Con ông nữa không? Mà ông đánh á, nó như vậy đó, nó mới bỏ nhà nó đi, đúng không? Ông càng ngày nó càng lố lăng đó, nó quá vậy đó. Ủa đâu rồi? Ủa đi đâu rồi Lý? Làm gì vậy? Ủa xuống nào không cho hai vậy? Xuống nào không cho hai? Hả? Từ lúc đầu là xuống rồi đó. Mà sao? Ông ngồi đây rõ ràng ông ốm tôi mà. Ông chạy mà. Cái yên đâu? Xe ông hỏi tôi cái yên ông đâu tôi là ông xuống nào lấy cái yên luôn. Đây mà nấu tôi đó. Cái yên dính đâu mà lấy? Tào lao. Cái yên đâu? Xe không có yên. Ủa sao ông ngồi? Tôi quên. Tôi ngồi lên rồi tôi mới sực nhớ là ý, xe không có yên, vừa mới nhóm lên cái bỏ chạy luôn. Ủa sao? Nãy giờ tôi chạy mình tôi hả? Vậy tôi nói chuyện 40 số mình tôi luôn hả? Trời ơi. Sao chở thấy nặng quá hả? Nặng hả? Tại vì tôi ngồi tôi đè xuống. Rồi, leo lên tôi chở rồi đi đừng nói gì nữa. Tới rồi leo lên gì nữa. Quên nữa. Trời ơi, giết người mà không ở tù tôi giết ông rồi đó. Ông hâm dọa tôi hoài à. Thấy tôi yếu ớt hâm dọa hoài này trả xe đó kìa. Tào lao. Có bằng chứng đại xe nha. Biết ai quá. Rồi vô hỏi thăm người ta đi. Trời ơi, con vô hỏi đi. Bà Bãi ơi. Bãi ơi. Có nhà không? Gì vậy? Bà làm gì mà ứa ừa trong đó hoài vậy? Ai ạ? Dạ em. Ủa mày nào? Ba. Trời đất ơi. Ba nè Bãi. Thằng ba hả? Dạ. Mày ngồi sao nay mặt mày đẹp dữ vậy? Dạ. Mới sửa sắc đẹp hả? Không có. Thì hôm gió lớn qua vô ý bị cánh cửa đập vô. Tao nghi ngờ quá. Nghi vậy? Chắc đi qua nhà người ta có vợ chồng ta đó nên vô nó mới quánh cho bể mặt nè. Mày không có đâu. Đứng nói chuyện đi, đứng lên nói chuyện chị quỳ gì á? Đó. Mày cũng cao hơn tao bao nhiêu đâu mà mày nói. Dạ hoàng. Hả mày? Hả mày? Hai người giao lưu xong chưa? Dạ không ạ. Rồi qua đây đứng. Cái chuyện quan trọng không hỏi vô tào lao không? Rồi hỏi. Chị bảy. Hỏi gì một câu nè.
Con tôi đâu? Gì? Mày mới vô duyên. Quýnh vô mặt nó tao, quýnh rượu quýnh giùm tao, quýnh giùm tao. Dạ quýnh không? Dạ quýnh không? Ngu nè, ngu hỏi ngu nè. Làm gì chửi tôi? Trời ơi. Ông hỏi người ta thì ông hỏi, có con nhỏ qua đây chơi không? Tự nhiên hỏi con số đâu, ai trả lời cho ông? À quên, quên, tôi tưởng đâu ông không tính ăn hiếp. Ờ, hiếp tôi luôn. Gì bậy? Gì? Tôi hỏi chuyện cầu. Con tôi đâu? Tao không biết. Ngu quá. Ngu. Mày ngu, mày ngu, dài ngu. Mày là tào lao. Thảo thảo. Tao hỏi rồi thì bà không trả lời, bà nói không biết. Mày thấy nó hỏi em, nó hỏi em, nó hỏi thì tao không biết, tao nói tao không biết chứ sao? Biết mà. Biết đâu? Giờ các bạn có biết rồi. Hả? Mày xạo không à? Tao hỏi thiệt mà, con tôi đâu thì bậy. Tôi hỏi là hết sức lịch sự mà. Tao biết. Tao biết mày, mày vừa bước tới cửa là tao biết mày muốn cái gì rồi. Trời ơi sao mà hay dữ vậy? Hay mười lớn mà. Ờ. Cái đó là mày nói trúng rồi đó. Để tao nói mày nghe. Nhưng mà tao thấy cái thái độ của mày là tao không thích. Không được. Mình không có làm như vậy. Thái độ gì đâu được mày đâu. Làm gì mà mày qua mày làm như mày muốn ăn thịt con mày vậy đó. À. Là sao? Là sao? Là sao đâu mày trả lời cho tao nghe được là tao kêu nó ra. Bây giờ mày trả lời đi. Chắc hồi nữa tao đưa mày lôi vô bệnh viện quá. Xe đạp bắt đi bộ 4 cây số tao quê mày nãy giờ đó mày. Nó tên ba xạo mà. Sao xạo á? Xạo 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 xạo. Quay kia đi. Đó. Mày phải nói chuyện với tao cho đàng hoàng. Rồi bây giờ vậy nè, bây giờ kêu con tôi ra đi rồi tôi nói chuyện đàng hoàng với con tôi. Mày hứa là không ăn thịt nó. Mày ăn thịt nó sao được? Tôi hứa tôi không quýnh nó. Mày không quýnh phải không? Rồi. Chắc phải không? Chắc. Viết cho tao tờ giấy rồi chắc ăn. Bà má tôi hả? Tự nhiên bắt tôi ký viết giấy làm lum lại vậy? Viết giấy là mày cam kết là mày không đánh nó. Đúng mày rồi. Có đánh nó tao mới đem tờ giấy nó ra tao làm việc với mày. Đó. Chứ còn bây giờ mày nói cái miệng không ngay cái mày trở rồi tao làm sao tao đỡ được? Làm sao đỡ được? Ủa con tôi mà. Ủa bà đâu phải công an đâu. Xạo. Mày xạo một lát mày tin cái mỏ mày dài ra nữa không? Mày tin không? Ờ tin á, tin được rồi. Để cái mỏ vô mày. Đứng im miệng nghe. Tào lao không mà. Ủa sao kêu nó ra đi rồi. Ờ được rồi, từ từ. Từ từ phải không? Rồi. Con ơi. Dạ. Ra đây. Ra đây. Không có sao, có gì bãi không có sao hết á. Đứng đây đi. Bảy 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 được không? Ôi trời ơi, tự nhiên giờ con tôi rồi bà làm má nó luôn hả? Gì vậy? Cái gì? Bây giờ tôi kêu nè mày... Trời ơi, mày nói tao làm má nó, tao chết liền rồi mày ơi. Thật gì vậy? Tội nghiệp tao, tao già cả rồi, để cho tao tu hành tới nơi tới chốn đi con. Đâu, bà làm má nó không có phiên bà chết, tao hai anh em tôi chết trước nè. Ờ, tao hỏi mày cho mày nói, mày vừa nói tức thì đó nè. Mày vừa hứa với tao tức thì cái mày vô mày làm hùng làm hổ rồi mày muốn ăn thịt nó vậy đó. Ờ. Mày ăn được không nè mày, ra cho nó ăn đi. Ra, ra đi. Ra cho nó ăn. Ăn. Mày có tin là cái này vô mặt mày là cái mặt mày còn tệ hơn này nữa nè. Nữa tụi tụi hoài vậy. Tin không? Nước liền. Tôi tức quá mà. Ê nước nhà người ta sao mà uống hoài mày. Uống ai mời mày? Nãy tôi không biết là tụi con mà. Để vô. Mặt mày không muốn cho uống nước, còn không muốn cho uống nữa. Uống có được đâu. Cái môi nó chề quá, nó đổ dính cái môi rớt dưới đất hết trơn à. Ướt nhẹp cái quần đó kìa. Cái miệng tôi bị lủng vậy. Bây trời. Bây giờ tao nói mày nghe nè. Mày đó làm cái chuyện tặc mà mày không có nhận cái tặc của mày. Tặc cái chỗ nào? Chỗ nào tự mày lương tâm mày biết đi, tao biết hết trơn hết trời rồi. Trời ơi trời ơi trời ơi, thì ra ha. Thì ra mà giặt áo cho người xem lưng ha. Ha. Sao giặt áo cho người xem lưng là sao đâu mà cắt cái nghĩa. Cái chuyện nó qua đây nó kể cho bà nghe hết đúng không? Đúng đó. Rồi. Thấy không? Mày vậy sao xanh như vậy nó làm sai hay đúng? Nó làm vậy là nó làm sai. Làm tại sao sai? Sai chỗ nào mày nói tao nghe. Tao đập vô trong mặt mày đó. Ra đây, cái gì mày? Qua nói chuyện con tao thì chọt chọt như hoài vậy. Đó, tao nói chuyện điện thoại mà. Mà mày đứng. Lát lát cái chuyện mày sai. Ngồi không yên cái đó nữa trời. Ê không. Mày tử tế cho ở đây không tử tế đuổi đâu kia hả mày? Nghe cho mày. Ủa cái chuyện này không chính xác cho tôi. Cái chuyện, chuyện này là chuyện quan trọng chứ không phải chuyện giỡn. Bây giờ vậy, qua vô đây ngồi. Mày vô đây mày ngồi, tao kể mày nghe chuyện này con mày tức không? Đâu, chuyện gì nói ngay. Trời ơi, tôi tức dễ sợ tức. Chuyện con... gì vậy? Kể ra coi. Mày kể cho bà nghe. Kể tao nghe mày. Cứ việc kể, con bình tĩnh kể, đừng có sợ gì hết trơn á. Có gì bãi bảo kê con rồi không sợ thằng nào hết á. Ủa quên không sợ ai hết á.
Chuyện gia đình sao kể coi. Sao? Cái chuyện không có mày. Sao? Chuyện gia đình gì? Dạ, hồi sáng đi học về. Có lụm được bóp tiền. 100 triệu. Nó lụm được 100 triệu xong rồi nó đem nó đưa cho công an. Tức không? Mày tức không? Ngu quá luôn. 100 triệu bao nhiêu cái lẩu vậy? Tao với ba mày nhậu cỡ nào? Trời cả đời chưa hết 100 triệu nữa. Trời nghĩ sao mà làm cái chuyện đó? Ê, tao thấy hai đứa tụi bay nói chuyện đó, sao tao mắc cỡ quá. Mắc cỡ vụ gì? Không biết tụi bay chắc mặt trai mày đá quá chứ tao nghe tao mắc cỡ quá. Mày đó phải nên học cái gương của nó đây nè. Nó nhỏ mà nó biết là không có lòng tham là mày thấy tốt rồi. Mày thấy chưa? Mày không có dạy con mày mà con mày nó được như vậy là mày phải cảm ơn cô giáo. Đúng rồi. Thầy giáo dạy nó. Thấy chưa? Bây giờ mày thử tưởng tượng coi nếu mày bây giờ mày mất. Ở nhà mày có 10 triệu thôi. Mà mày mất 10 triệu rồi mày sẽ đau khổ tới cái bậc nào mày biết không? Đau. Làm biết bao nhiêu năm mới có được dư được 10 triệu bạc. Bởi vậy? Bây giờ mày coi nó lụm 100 triệu mà nó không có nghĩ tới cái chuyện tham lam. Nó đem nó giao công an rồi công an sẽ tiền ra là ai có mất tiền ta lợi ta nhận. Đó. Có phải là cái việc tốt không? Tốt. Tốt ông nào với mày? Sao cái kèo nào cũng có mày hết vậy? Hả? Hả? Ghi qua đây cũng là mày kêu. Đã vô đây mày hù hù thôi không à? Nè, tôi nói cho chị Bảy nghe nha. Trời ơi, em mới làm gì bây giờ trên đời này còn người tốt nữa. Lụm tiền mà trả lại là chuyện xưa rồi. Thôi mày. Thôi bây giờ không có nói nhiều nữa. Gì? Bây giờ con tôi dạy, đi về. Về mày. Mày không được quyền quánh nó. Mày hứa với tao rồi. Bây giờ tôi không quánh nó luôn. Bà đi về, mày đi về với tao. Đi. Đi đi. Mày đi đi. Ê, ba. Về mày. Kêu ai, kêu ai. Qua đây, qua đây biểu. Qua đây. Tao có làm gì đâu, tao có nói gì đâu. Tao còn nói, tao không nói tao mày. Hai đứa nó đánh lộn á. Không có chơi mất dạy nghe mày. Mất dạy gì? Xe tao đâu? Mày mới mất dạy á. Mày dám nói tao một tiếng nữa mày không? Tao nói mày mất dạy đó mà quýnh tao coi. Mày quýnh tao coi. Vô duyên. Cái xe mày mày hỏi tao sao tao biết được? Hồi nãy mày chạy xe tao. Tao giao mày rồi như vậy. Mày giao cho tao. Ừ. Tao dựng ở đây. Rồi đó. Bây giờ mất tiêu. Kệ mày. Xe mày mất hả? Xe tao đâu? Ai biết? Tao nói mày dựng rồi mày hỏi tao gì? Mày để mày dựng đâu hỏi tao gì? Đó, thấy không? Giai trả liền liền mày thấy chưa? Tiền của người ta mất á, mày muốn mày biểu ai đem này cho mày. Bây giờ mày đau khổ cái chiếc xe đạp mày đó mày coi đi. Thấy chưa? Mày thấy chưa? Mất chiếc xe đạp à? Mày đưa ba 100 triệu đi, mày đưa ba 100 triệu qua mua được một đống xe đạp rồi. Đâu có 100 triệu là mày chết rồi. Ủa chuyện gì mà khóc vậy? Đó bà nè, đang buồn trong người đừng có nói cái đó hồi quà cho quýnh lộn đó. Mất xe đạp rồi. À, dì Bảy. Dì mất xe đạp hả dì Bảy? Đâu có, mấy cái thằng tham nó bị mất. Dì Bảy đâu có mất đâu. Trời ơi, bởi vì em nói anh rồi, mình đừng có tham lam. Mình nhặt được của rơi là mình phải trả lại cho cái người bị đánh mất. Như vậy đó, sau này lỡ mà mình có bị mất đó thì người ta mới thương mình. Người ta sẽ đi lấy cái của con mình mất đó. Ông mệt quá. Ông mệt quá. Mày nói một hồi nữa là tao tắt thở tại đây nè. Tao theo mày riết là bệnh. Chúng nói mà nha. Chồng anh nói mà nha. Tao hết thơ rồi. Mấy anh mấy chị, em mất của rồi mấy anh mấy chị. Mấy anh mấy chị đến đây đóng tuồng cho em thôi hả? Không phải đâu. Em á là em muốn làm như vậy để cho anh biết là mình mất của là mình đau. Trời ơi, chúng nhận như cái nhỏ này ghê á. Đã mất tiền, mất bạc rồi là cứ dẻo dẻo hoài à. Bây giờ sao? Bây giờ giúp tôi coi kiếm cái xe đạp cho tôi coi. Cái xe đạp của anh á. Em biết. Trời ơi, lẹ đi bà nội. Em giàu trả cho người ta đi. Mày khùng đó mày. Em giàu để cho anh biết được là khi mình mất đồ đó, mình đau khổ nó cỡ nào. Cho nên mình bị mất đồ, mình nhặt được của rơi, mình phải trả lại cho người ta. Trời ơi. Thôi được rồi, dạy một bài học thôi. Bây giờ em đi lấy xe em trả lại cho anh. Trời đất ơi, cái con này mà nó nói một hồi nữa là kể như cái miệng tôi nó méo qua một bên luôn. Cái thằng nào ngu lắm lấy như cái này. Tao nghi mày quá à. Nghi. Tao hơi bị nghi ngờ. Đi về con, tôi ba biết rồi. Thì được rồi, tao tao đi. Nhặt được của rơi phải trả lại cho người bị mất. Tao nhận xe đi. Anh ơi, em trả xe cho anh rồi đó. Dễ thương quá cho được, nhỏ này được. Ủa? Xe em đâu? Mất rồi. Không chịu. Không chịu.
sau khi xem tiểu phẩm thì Khánh thấy rằng là một nụ cười hơn ngàn lời nói, anh Đình Toàn hả? Ủa sao anh không nói cũng không cười luôn vậy anh? Người ta kêu là bị đơ. Sao đơ? Anh biết, thiệt ra em cho anh coi tiểu phẩm này giống như để chọc quê anh chứ gì. Chọc quê gì đâu. Em cho anh coi tiểu phẩm với tựa đề là không được tham của rơi. Vậy mà anh đòi chia tiền với em khi mà em lượm được cái bóp. Thì bây giờ nè, cái bóp nè, em với anh cùng chia được chưa? Thôi đi, coi tiểu phẩm xong mà vẫn đòi chia tiền thiệt thấy ngại đó. Thấy ngại gì, thôi chia nha. Chia hả? Chia cho bớt ngại chịu không? Thiệt hả? Thiệt. À thôi chia cho bớt ngại đi. Không. Xem kệ. Xong tiểu phẩm mà vẫn chia ha. Kệ, người ta kêu lòng tham không đáy mà. Rồi đây nè, thôi chia nè. Bớt chia đi, muốn lấy nhiều cũng được hết á. Công nhận, em nhặt được cái bớt đẹp kia ha. Bớt quen quen á. Chứng minh nhân dân nè, Vũ Đình Toàn. Ê trời. Ủa cái gì vậy? Cái bớt của anh hả? Chứ còn gì nữa. Trời đất ơi. Ủa anh làm rớt hồi nào vậy? Anh làm rớt lúc mà anh giữ xe đó. Trời đất ơi, chị đó. Người giữ xe lượm được, người ta đưa cho em để người ta nhờ em trả lại cho anh đó. Trời ơi, may mắn ghê không? May là em nhận được nha. Chứ người khác. Người trời... khác lượm được người ta vẫn trả cho anh nè, chứ phải như anh đâu mà đòi tham của người ta. Phải không? Chứ gì nữa. Trời đất ơi. Đó, anh thấy chưa? Cái cảm giác mà khi mà mình bị mất của mà mình tìm lại được thì không có một cái ngôn từ nào, không có một cái hạnh phúc nào có thể chia sẻ được, đúng không anh? Rồi, công nhận nha, nhặt được của rơi anh thấy rất là mừng, đặc biệt tại quan trọng là giấy tờ rồi nữa. Và thật ra anh Toàn nãy giờ đòi chia chia vậy cũng giỡn thôi. Bởi vì chúng ta biết tiền bạc thật sự quan trọng thưa quý vị, nhưng trong cuộc sống chúng ta phải kiềm chế sự ham muốn của mình, bởi vì có rất nhiều điều ý nghĩa hơn đồng tiền. Đúng rồi, anh nhớ nha, tiền không phải là quan trọng nhất bởi vì còn có vàng và kim cương nữa. Nói chơi vậy thôi chứ thật ra thì chúng ta đừng bao giờ tham của rơi, đúng không quý vị? Và bây giờ á, nãy Khánh nghe anh nói đến cái chuyện mà những cái áp lực trong cuộc sống, từ cái chuyện tiền bạc, tình cảm, rồi chăm sóc nhà cửa con cái. Đúng thì rồi. Làm sao chúng ta giữ được hạnh phúc gia đình anh hả? Thật ra đôi khi á, có rất nhiều áp lực trong cuộc sống về việc làm, về gia đình, về công việc, vân vân, tiền bạc, thì khiến chúng ta trở nên cáu gắt và dễ dàng làm tổn thương đến những người thân yêu xung quanh của mình mà đôi khi chúng ta không biết được điều đó. Dạ đúng rồi. Và có cái câu chuyện nào anh có thể chia sẻ với Khánh cũng như là khán giả của chương trình không? Không phải là một câu chuyện nhưng mà là một bài hát. Ồ, bài hát hả? Anh muốn gửi đến Khánh và gửi đến quý vị, kể về một đôi vợ chồng trẻ, họ đến với nhau và trong những giai đoạn đầu khó khăn của cuộc sống thì người vợ đã bỏ đi và đi theo tiếng gọi của đồng tiền. Dạ, nhưng mà cuối cùng thì người chồng có giữ được người vợ của mình không anh? Ê, anh phát hiện gì nè, thường á, phụ nữ thường thích đọc một cuốn sách mà thích đọc từ dưới lên trên để coi cái kết quả nó như thế nào trước. Biết liền vậy đó chứ, đọc thời gian đầu muốn làm biến lắm. Thôi, mình phải theo dõi từ từ chứ. Thế thì quý vị muốn biết câu chuyện như thế nào, chúng tôi mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Hãy Trân Trọng Người Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Duy Anh. Bài hát được thể hiện qua giọng ca ngọt ngào của nam ca sĩ Ngô Kiến Huy, qua phần minh họa của Mỹ Hạnh, Trần Hùng và bé Kim Thư. Em đi đâu vậy? Như tôi đã nói, tôi phải rời xa căn nhà này. Thôi em đừng giỡn nữa. Anh đã sắp xếp gia đình mình tuần sau đi du lịch, rồi tháng tới du lịch nữa. Anh đừng có nói nữa. Anh đã hứa biết bao nhiêu lần rồi, có lần nào thực hiện được chưa? Nhưng mà em phải thông cảm giùm anh. Tại vì anh đang thất nghiệp, anh hứa là anh sẽ cố gắng tìm việc làm, anh lo cho em, lo gia đình. Tôi đã thông cảm anh rất nhiều lần rồi. Khi anh lấy tôi á, anh đã hứa biết bao nhiêu lần rồi. Có khi nào anh thực hiện được không? Tôi không hợp với cái cuộc sống này đâu. Nhưng mà em, anh... Tôi quyết định rồi. Con anh nuôi. Khi nào tôi có tiền á, tôi sẽ dẫn nó đi. Vậy đi. Em. Em đi đâu vậy? Mẹ đi làm. Mẹ đi làm xa lắm. Mẹ không có nói dối đâu. Con phải ngoan. Mẹ đi rồi thì ai lo chăm cho con? Ai giữ chuyện cho con nghe? Ai đưa con đi học? Thì ba con. Không, ba... con không chịu đâu. Con muốn bên ba, con muốn bên mẹ. Con ơi, con phải ngoan. Ba
ba của con á sẽ thay mẹ làm tất cả những chuyện đó. Con hiểu không? Con ngoan đi. Thôi con không chịu đâu. Con à, con để mẹ đi đi, rồi mẹ sẽ về mà. Nghe lời ba. Đâu, mẹ đi chơi rồi mẹ về mà. Bà hứa, bà sẽ đưa mẹ về nha. Đi, đi bà. Bây giờ ngoan nha, ngủ đi. Rồi bà sẽ tìm mẹ đưa về cho con nha. Sao giờ đây chẳng thể giữ bước chân em quay về. Người thì cố chấp, người thì ngộ nhận cứ yêu. Biết trong lòng em bây giờ đã khác. Hạnh phúc quá ngắn đã khiến cho anh chưa kịp nhận ra. Người đã cất bước đi đến nơi kia chỉ vì người ta. Tạo cho em niềm tin nhiều hơn anh từng yêu người lúc trước. Làm sao hiểu một người tổn thương, đau lòng khi ánh mắt vô tình của một người mà ta đã quá thật lòng, đã yêu không hề toàn tính. Giờ làm sao để cho người hiểu ra, bây giờ ta đã quá xa lạ. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Chẳng thể giữ bước chân em quay lại. Người thì cố chấp, người thì ngộ nhận cứ yêu. Biết trong lòng em bây giờ đã khác. Hạnh phúc quá ngắn đã khiến cho anh chưa kịp nhận ra. Người đã cất bước đi đến nơi kia chỉ vì người ta. Tạo cho em niềm tin nhiều hơn anh từng yêu người lúc trước. Người làm sao hiểu một người tổn thương, đau lòng khi ánh mắt vô tình của một người mà ta đã quá thật lòng, đã yêu không hề toàn tình. Giờ làm sao để cho người hiểu ra, bây giờ ta đã quá xa lạ. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Người làm sao hiểu một người tốt thương, đau lòng khi ánh mắt vô tình của một người mà ta đã quá thật lòng, đã yêu không hề toàn tính. Giờ làm sao để cho người hiểu ra, bây giờ ta đã quá xa lạ. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì.
Ờ, Lê Khánh thấy đó, những cám dỗ của đồng tiền đã khiến cho người vợ sa ngã. Dạ đúng rồi, cuộc sống của chúng ta có rất nhiều thử thách. Chính vì vậy chúng ta hãy cùng nhau vượt qua thử thách anh ha. Nhưng quan trọng là cuối cùng người chồng đã tha thứ và chấp nhận người vợ trở về để gia đình được hạnh phúc. Và hãy trân trọng những người yêu thương xung quanh ta. Đó chính là thông điệp mà bài hát gửi đến tất cả quý vị. Anh Đình Toàn ơi, qua bài hát này thì Khánh nhớ đến một câu chuyện rất là hay. Khánh muốn kể cho anh cũng như là khán giả của chương trình nghe đó. Chính xác, nếu là câu chuyện hay thì phải chia sẻ với mọi người. Đúng rồi, chắc chắn phải chia sẻ thôi. Vâng, đó là một vở hài kịch rất dí dỏm và vui tươi. Vở mang tên Đoạt Long Cướp Phụng của tác giả Võ Lê Văn Tùng, với phần thể hiện của các danh hài chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta những tràng cười sảng khoái. Con ơi, con về đây với mẹ con ơi. Con ơi, con ở đâu? Con về đây với mẹ. Mẹ đi tìm con khắp chân trời gốc biển mà không thấy con. Con ơi, ngày nào mẹ con mình cùng chung với nhau mà bây giờ con bỏ mẹ con đi à con ơi. Trời ơi, cái biên giới này gian khắp cùng xóm, khắp cùng làng mà sao không có ai, không có ai biết tin tức, không có ai đòi tiền, không có ai đòi tiền gì hết trơn. Trời, làm sao? Trời ơi, có tiếng khóc. Tiếng khóc ở đâu hả? Trời ơi, con của tôi. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Người ta nỡ đào tắt đứt tình mẫu tử mẹ con tôi. Mộ tơ thâm tình rồi đây phây gì nát. Trời ơi, hơi hát gì cái ghê quá, hát hoài à. Mà như tôi nhớ hồi xưa hơi hay lắm mà sao hồi nay cái hơi hát gì kỳ vậy? Nhớ con. Nhớ con. Trời ơi, có gì đâu mà nhớ. Nhớ hả? Nó đi qua nhà bạn trai chút rồi nó về chứ có gì đâu mà. Đúng rồi, có hoài không nhớ chưa? Tôi qua nhà bạn trai nó rồi. Rồi sao? Tôi hỏi bạn trai nó thì bạn trai nó tôi không có thích chơi với con gái. Như vậy? Tôi thích chơi con trai thành ra con tôi nó giận nó bỏ nó đi. Chết cha, con mà gặp bê đê hả? Không biết. Rồi nó coi bà dán cái gì đó. Đưa coi. Đây. Hả? Mèo. Con ơi. Mèo. Con về với mẹ hả con? Không. Cháu đừng có nỗi đau khổ của người ta hả? Ờ. Tự nhiên là vô duyên quá mà. Ông ở không, ông rảnh quá vậy. Đúng vô duyên mà. Tự nhiên người ta đang mất con, chọc người ta meo 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 quá vậy. Ông này ông vô duyên lắm. Tôi rảnh đâu vô duyên. Tôi là chủ của một cơ sở đang đang ăn uống đàng hoàng chứ bộ. Thấy bả mất con tội nghiệp bả định qua đây là chém gió chứ giúp cho vui thôi. Ủa mà muốn ai muốn chém gió như tôi chém được sao? Người ta nói á, chém gió là một nghệ thuật mà người chém gió là một nghệ nhân. Chém gió phải biết lúc nào cần, đừng vì hăng chém mà răng không còn. Trời ơi. Chém gió có bữa bị ham chém gió, bữa chém bị chém gió có bữa bị rồi trúng gió. Bố bị đoàn người ta đánh mà máu miệng trào ra. Phi à em. Dạ. Phi em. Dạ. Em đau khổ quá, em mất khôn rồi. Tại sao em đăng một cái thông báo như thế này? Nè, tôi đọc cái thông báo của em nha. Dạ. Con đang ở đâu? Hãy quay về với mẹ. Đúng. Mẹ nhớ con lắm. Đúng. Nếu ai thấy Phụng ở đâu thì xin thông báo về bà Phi. Ngược lại, nếu ai thấy bà Phi ở đâu, con báo cho Phụng. Trời, hậu tạ. Mà công nhận nha. Mẹ thì tên Phi, con thì tên Phụng. Phi Phụng tên dễ thương quá. Ê mà chưa ấn tượng nha. Sao? Mẹ tên Phi đặt con tên ngựa, Phi ngựa mới ấn tượng. Vô duyên quá. Cái này là vô duyên vậy, tôi quánh ngay trong miệng ông bây giờ. Chứ mày đặt Phi Phụng, Phi Phụng ta đưa bà Phi Phụng hại lỡ bà đó. Ê, không phải hả? Nói chuyện gì? Tại vì tôi là Phi, con tôi là Phụng. Ừ. Như hai tâm hồn chết cho hát gặp kèo nhau mà con tôi nó đi xa rồi. Thôi tôi lại bà. Trời sao nãy giờ bà cứ ca hoài vậy trời? Đi xa mà nó kêu mèo 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 mèo.
mẹ mèo, nó mặc như mèo, xấu xấu lắm, không được mẹ yêu, khăn mặt đâu mà ngồi. Đi tìm con mèo mà người tưởng ta... đâu tìm con người không? Người ta chế giễu trong cái sự, cái tình cảm của mẹ con tôi. Người ta coi thường mẹ con tôi. Con ơi, con về đây để người ta đừng chế giễu mẹ nữa con. Cái giễu gì? Là một con mèo tên Phụng thì được. Tự nhiên Phụng, tao tưởng con gái bà thiệt. Đúng rồi. Bởi vậy, tôi nói thấy cái thông báo đó, tự nhiên tôi chạy qua đây để tôi coi con nó như thế nào. Trời đất ơi, cô bà ơi, bà đăng cái gì đâu không? Thì đó, Cái gì vậy? Chết cha lên lên cưng. Đền gánh nè, đền gánh người ta. Dắt ra. Ê, cái gì vậy trời? Điên. Em ơi. Điên mà bán ve chai hả? Em ơi, em đi bán ve chai hả em? Bây giờ em đừng có giao ve chai nữa. Mà bây giờ em giao dùm cái này nè. Bây giờ làm bao nhiêu tiền cũng được hết. Đây nè, em làm ơn em giao dùm đi. Mất con tôi. Ai dùm ai. Em đừng có giao, bán ve chai. Mà em nói là đây nè, em giao nè. Con đang ở đâu, hãy mau về đây với mẹ, nhớ con lắm. Mẹ con nó tên là Phụng. Trời ơi. Bà mèo nó bà Phụng hoài mệt mỏi. Trời ơi. Bà Phụng nói tiếng người không được, nói tiếng mèo mèo. Thôi, người ta chế giễu con tôi kìa. Trời ơi, sao mà già rồi mà khoái chế giễu thế. Nói nghe nè, con nói bà nghe. Tôi là làm việc nghĩa không à? Dạ. Thấy bán ve chai nghèo hèn cho có tư cách lắm. Dạ. Giúp người không cần tiền nha. Dạ. Không cần tiền đâu, muốn cái gì nói tôi giúp cho. Dạ. Nha. Tôi nói cho chị nghe nè. Cái gì đó? Yên tâm cái đi. Cái cô này nè. Sao? Bữa hổm nó hang là cô đi bán ve chai. Cái tự nhiên cái cô xùi bọt bếp ra, cái cô vô cái vậy nè. Chắc cô cậu gì nhập vô cổ rồi. Cho nên nó bây giờ đó ha, mình chị cậu quá đi. Coi cô cậu gì vô đó rồi người ta chỉ coi con Phụng của chị nó ở đâu. Biết không? Làm ơn cô hay cậu gì về giùm. Cô hay cậu về giùm. Ngồi trên đòn gánh. Hả? Ừ. Hay quá. Thấy không? Chỉ có cô cậu mới ngồi được vậy thôi chứ làm sao ngồi được. Được đó. Phù thủy còn ngồi trên cái chổi được mà. Thì người mặt khuất mài ngồi trên đòn gánh là bình thường. Khi nào gãy đòn gánh mới là người thường thôi. Làm ơn cô cậu. Làm ơn giùm. Cô gì mà cô? Ta là cậu. Cậu thấy chưa? Cậu chứ không phải là cô. Kêu xin cô đi. Một hồi. Ta thăng bây giờ. Cậu mới đúng là cậu nè. Cậu ơi, xin cậu quá. Đi. Cậu lạnh quá. Cậu ơi, cậu làm ơn giúp cho con để đưa con Phụng về với con của con. Bây giờ con Phụng nó bị mất tích rồi cậu ơi. Con Phụng có phải là con mèo đúng không? Mèo. Không, con Phụng là con mèo. Ở dưới âm phủ người ta không có nói mèo, người ta nói tí sủ dần mèo thình tị ngọi mùi thân tức dậu hơi. Con mèo. Con mèo đúng con không? Con mèo đúng vậy đúng. Đúng. Rồi hay quá. Thấy hay quá. Sao sao mà khả chắc khả đáng là mèo Phụng có phải trước khi mất tích thắt cái nơ màu vàng và đeo cái kiều màu bạc đúng không? Má đúng, trời ơi, đúng là con của tôi rồi. Cậu ơi, làm ơn chỉ giúp tìm được con tôi đi cậu. Rất dễ. Con của con nó ở đâu? Đi hướng đông. Đi hướng đông. Gặp con sông. Con sông. Đi hướng tây. Gặp cái cây. Đi hướng nam. Gặp cái am. Đi hướng bắc. Gặp cây tắc. Đào xuống đất 2 tấc. Trong mây đen mưa giông âm u, người ta kéo về âm âm mang theo con mèo. Cậu ơi cậu. Hả? Cậu ơi cho tôi hỏi cái bài này nghe quen lắm, bài gì vậy cậu? Bài quen. Người về từ lòng đất. Rồi vậy chết ngắt rồi đó. Đó đúng rồi, nó đã chết rồi. Ủa sao vậy nè? Trời ơi, sao tự nhiên, trời ơi bán ve chai mà bị hãm hiếp lên trời ơi. Thì ra thằng già này với con quỷ cái này, trời ơi, ác đâu. Trời ơi, tôi bán ve chai mà. Nói ve chai, bà bình tĩnh, bà nội ve chai. Tôi đi. Người hãm cái bà ve chai vậy bà nội. Trời
ơi, trời ông hạp lột đồ tôi ra làm chi? Tao trời ơi không biết rồi. Trời ơi, hạp người. Trời ơi, mình vậy nói con quỷ cái là được không à? Tôi vậy mà quỷ cái à, có được không vậy hả? Trời đất ơi, bực dễ sợ. Mà Dương ơi, bây giờ chị tính làm sao? Con của tôi nó đã về lòng đất rồi. Ai giết con tôi? Bà nghĩ sao vậy? Tự nhiên mấy bà là tự đi đi nghe mẹ. Một cái con khùng nó lên cơn rồi à, đi nghe theo lời nó nói nha bậy tầm bạ, không sợ nó bị gạt mình hết trời. Thôi ông nín đi, lừa gạt cái gì? Người ta có lấy tiền lấy bạc cô tiền của mình ra trước đâu mà nói người ta lừa gạt à. Người ta chỉ là ông cô bà cậu người ta lên rồi người ta chỉ giúp mình đi tới đó vậy thôi. Lừa gạt lấy tiền của ông nào đó lừa gạt. Đúng bà Dung nói đúng, tôi đồng ý, tôi theo phe bà Dung á. Tại vì sao mình hãy thử một lần xem sao rồi sẽ biết ngay thôi mà. Mất tiền bạc gì đâu mà không thử. Ai giết con tôi? Nói tôi hả? Đừng nói dòm qua dòm lại. Tại vì tôi là thương xuất vật à. Con phụng của tôi qua đây mới đào những cái cây cối của ông, thành ra ông sợ hư, ông giết con tôi. Trời, đừng có nói bậy. Ông đặt cái camera. Camera gì? Cái camera. Bà đừng có nói là tôi không biết yêu xúc vật nha. Vô nhà tôi, bà sẽ thấy xúc vật đầy hả chẳng? Ông làm cái gì trong đó, nuôi gì? Rẹp, mũi, dán, thật lạc. Trời ơi, trời ơi, cái gì mà cái ghê vậy? Vô nhà tôi đi, tôi không yêu xúc vật rồi nào. Không, bây giờ dám giết nó hết trơn. Bây giờ nó xanh sôi nảy nở, nó cắn tôi quá trời luôn. Trời ơi, bây giờ mình đi tìm đi, đừng có nói nữa. Đi tìm. Đúng, đi tìm, mình phải thử mới biết được chứ. Đi. Đúng rồi, đi. Mình đi. Tìm để chi? Tìm để làm gì? Tìm để kiếm được con phụng con tôi. Bà nói nó, cái bà kia nói nó bị chết rồi. Thì chết phải thấy xác chứ bộ. Chết người thì vẫn còn con người. Mà chết thì phải thấy xác. Đúng rồi. Cái quan trọng bà muốn tìm coi thủ phạm giết con mèo bà là ai chứ gì. Đúng rồi. Nè, chị thấy tôi nói hay không? Tôi nói cậu Cẩn hả? Cậu Linh dễ sợ luôn. Chỉ một phát là mình đi tới ngay chốc luôn, thấy không? Đúng rồi. Quá giỏi còn gì nữa đâu. Bởi vậy chị phải đi tạ ơn người ta đi ngay. Chứ đừng có thấy vậy rồi quên luôn à. Đâu có quên, tôi ngồi tôi chờ cậu Cẩn nè. Tôi ngồi tôi chờ mà. Chứ đâu phải tôi không chờ đâu. Nhưng mà tôi nói thiệt. Nghe không? Bây giờ làm sao? Làm sao? Thì bữa hổm nó cậu Cẩn chỉ mình đi tới. Ủa mà cái chỗ nào tôi quên rồi ta? Tôi nhớ nè, bữa mấy bà thiệt tình không có nhớ gì hết trơn á. Lo không chịu nói để đứng đằng cái cao đó hoài. Chứ bây giờ nam nữ thọ thọ bất thân chứ. Tôi ngồi gần cái bà nói tôi dê bà làm sao? Già có giá trị của già chứ. Tôi dán màn nói chuyện coi. Già mà đầu búp bê thế gốm. Tao đang ngồi đen đó. Con mặt thấy gốm không? Thôi nhớ nói đi. Tôi nhớ chi tiết hết trơn á. Hôm bữa cậu nói là để coi đi hướng đông gặp con sông. Đúng. Đi hướng tây gặp cái cây. Đi hướng nam gặp cái am. Đúng. Đi hướng bắc gặp cái tắc. Đúng. Đào hai tắc nhìn xuống đất thấy xác con chị chết. Trời ơi cho con tôi tới hai tấc đất lần thì đó. Trời ơi, tôi nói thiệt với ông nha, bữa đó nha, vừa thấy xác của con phụng một cái trời ơi, tay chân tôi nó bủng rủng hết trơn luôn. Trời ơi bà Dung, sao bà giống tôi y chang vậy? Dạ. Tôi với bà như thần giao cách cảm hay sao? Lúc nào cũng có những tâm lý giống hệt nhau vậy đó. Bữa tôi cũng vậy, khi mà đào xác cái con mèo đó, con phụng của chị đó. Trời ơi, ốc ác tôi nổi hết trơn hết trọi nha. Tôi rung bần bật vậy đó. Nhưng mà ông Dũng bình chân như vậy, mặt tỉnh bơ à. Trong khi ổng là ai? Ổng là thầy phong thủy ha. Vậy mà không tìm được xác con chị, mà trong cái đó một bà dê trai tầm thường quản con thôi, vậy mà tìm ra xác chết của con phụng con chị. Ác lắm à. Cái thằng cha già mốm đó chả... Chị bên nói chung là chị phải có trước có sau đó chị. Ta nói là vuốt mặt nể mũi, còn chị vuốt mặt dục mũi em bỏ luôn vậy chị. Tôi xin lỗi. Em cũng mốm giống chả nè chị. Tôi xin lỗi. Đồ thứ thằng trai già gì? Hỏi. Trai giỏi, trai ác, ghê lắm. Thôi, bây giờ tôi nói cho Dung nghe. Con của tôi qua thì chả có những cái cây đẹp. Những cái cây mà cái mùi vị mà con phụng nó thích. Nó thích nó vô nó ị trong đó. Thầy, chả đặt cái camera. Chả đặt cái camera ra, chả vừa thấy.
Chắc đám con tôi cháy vùi sâu với hai tấc đất. Mà cũng tại con chị, phải vì con chị là con nó háo sắc đi không nói, đằng này nó háo cây, phải mê mèo đực đẹp đi không nói, đằng này nó mê cây đẹp, chết là đúng rồi. Em xin lỗi, em có lỗi chị. Đồ thứ cha già mắc dịch. À, mắc dịch dễ sợ. Nè, nhưng mà tôi nói chị nghe nha, chị phải mua đồ chị tạ lễ cậu Cẩn đi. Cậu Cẩn linh hiển dễ sợ luôn không? Bởi cha già đó đó, cha đầu hói đó, thằng chả cũng mất cái con cá đục. Chả cũng nhờ cậu Cẩn chỉ một cái cho đi tới nơi cho gặp liền đó. À, không tin cũng phải tin đó. Trời ơi, phải tin cậu Cẩn thôi. À, còn mà... chỉ có ông nội mà đầu hói á, là người không có đạo đức. Nói là hoa thơm nhờ nhụy, người có giá trị nhờ đạo đức, mà ông không hề có đạo đức. Bây giờ đó mình phải quánh trẻ cho trẻ chưa? Thôi đừng có quánh người ta hở hở vậy, cái đồ quánh hoài à. Tôi nói vậy thôi chứ, giả quánh tôi đi. Đi. Cậu kìa. Cậu Cẩn. Cậu Cẩn đẹp quá, bữa nay cậu Cẩn đẹp quá. Cậu Cẩn hút thuốc. Hút thuốc? Trời ơi, cậu Cẩn hút thuốc kìa. Cậu Cẩn ơi. Cậu Cẩn sao đi giống liệt lung quá vậy, Bà Nhạc. Cậu Cẩn. Trời ơi, cậu Cẩn hôm nay hút thuốc đẹp quá. Cậu Cẩn ngồi đi, cậu Cẩn. Nè, của chuyện của chị thì chị vô đi, đứng gần hỏi đi. Hỏi đi, cậu về đó. Dạ, cầm những thuốc cho cậu. Dạ. Đừng có hút nha. Dạ, không đâu. Thôi, gác lên cho cao, cho chai cho cao. Ôi, không được. Dạ, vô xuống đất kia, dạ, cái chậu đó đó. Dạ, thưa cậu Cẩn. Dạ. Biết rồi. Từ từ. Dạ. Cái nghiệp, cái số nó còn. Dạ, số còn. Cho nên bây giờ là không có đi bán về chai luôn. Ủa? Đi giúp người. Dạ, sáng cắn. Sớm là đã đi giúp người, cái nghiệp, cái căn nó lớn quá. Trời ơi. Dạ. Không phúc lên mây luôn vậy, từ dây trai thành bà tiên luôn vậy trời. Nhà có rượu không? Dạ rượu, có rượu không anh? Rượu hả? Có cây cổ thụ kia kìa, không có rượu, có cây cổ thụ kia được không? Không được, anh đừng vô duyên quá. Không ẩn giận anh bây giờ. Lại cậu. Chết đâu mà lại. Quên. Là cậu khó quá. Nữ, cái chờ chết của mẹo Phụng mới chỉ là sự khởi đầu trong căn nhà của cô thôi. Chứ còn gì nữa vậy? Còn cậu... rất nhiều. Chung quanh nhà này ám khí rất nặng. Sao chị đâu vậy? Ai biểu đứng hướng đó. Chết cha, ám khí hả cậu? Đúng rồi. Bây giờ hỏi, nữ còn nguyên hết đúng không? Dạ còn nguyên nghĩa là sao à? Cái ý bà hỏi là bà còn trinh không? À, đúng rồi đó. Ý là hỏi là chị là hàng tồn kho phải không? À, giống như là trinh nữ mà ở trong lâu đài vậy đó. Cái lâu đài này ám khí rất là nặng. Ám khí là sao à? Nó rất là nặng. Nó bắt đầu ám vô tới nữ. Nữ sẽ bị nó ám. Ế chảy dài, ế sệ, ế đến lúc không còn ế nữa. Đúng rồi. Vì ám khí tới bây giờ bà vẫn ế đó, thấy chưa? Anh vô duyên quá. Lại cậu, làm sao cậu cho tôi có một người đàn ông đi. Yên tâm, từ từ. Tôi thích lắm à. Biết, nhìn mặt bà là biết thích rồi. Nó lộ cho nó đâu có kính vô trong miếng nào. Chị có chị đó. Để cậu Cẩn coi. Trời ơi! Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì? Ám khí gì vậy? Ta chưa thấy nhưng ta la cho có không khí thôi. À, vậy quá trời ơi. Trời ơi, vô duyên thấy gớm là tự nhiên động với cái người ta. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cậu! Ta la coi cái giọng ta còn la được nữa hay không? Trời ơi! Cậu đang rảnh quá, rảnh quá. Rồi! Trời ơi! Căn nhà này nó đã bị ám hết toàn bộ rồi. Trời ơi. Nó đã ám từng người. Không ai trong con người chúng ta còn là người nữa. Đây là con quỷ già. Trời ơi. Con quỷ vừa. Đừng nói tôi là con quỷ cái nữa nha. Con quỷ lai căng. Con quỷ lai căng là sao? Chưa xác định được giới tính. Bực ghê vậy đó. Để tóc tung bê ai có hiểu lầm hết trơn. Bực mình quá nha. Dạch màn lên coi. Quan trọng trong căn nhà này là có một vật rất nặng. Trời ơi. Màu vàng.
Nhưng cái đó là cái âm khí rất là nặng. Nó phóng ra rất nhiều khí độc mà cỡ như các người thì không chịu đựng được đâu. Chỉ có ta, ta mới hóa giải được thôi. Có gì không? Không có cái gì hết. Trời ơi, bà Phi ơi, có thì nói đại đi. Trời ơi, âm khí gì vậy? Bây giờ bà phải nói để cứu lấy bà. Một là nói ra, hai là tra tấn giả mang đi. Bà muốn sao? Ai tra tấn tôi? Muốn ế chồng hay muốn có chồng hay muốn bị am khí, bà nói ra. Bà nói đi. Có đúng không? Dạ, muốn chồng. Muốn chồng thì nói đi. Trời ơi, muốn ôm chồng. Muốn ôm đàn ông thì có. Có hả? Vậy thì bà giao cái đó ra đi. Nói đi, nói ra, đừng để trong lòng làm cái gì. Thôi đâu, ta về, ta không có thời gian nữa rồi. Ta không có thời gian, ta phải đi giúp người khác thôi. Đừng kéo ta, đừng tuột quần. Đừng tuột quần. Canh tuột quần nữa hả? Dạ không. Dạ không. Bây giờ cậu phải ở đây, cậu đứng cho người ta nói chứ. Đi con vô lấy cho tôi. Nặng lắm. Ráng lấy cho tôi. Lấy vàng. Gì chị? Chính vì nặng cho nên khí nó mới nặng. Ám khí nó nặng lắm. Mấy chục ngàn, mấy chục đi luôn. Anh quá. Vô anh kêu phụ với tôi anh. Dạ, đấy, có mà nó đại gì đâu, nhưng mà giấu làm cái gì không biết nữa. Dạ thưa cậu. Dạ sẵn đây cậu cũng coi giùm em luôn đi. Cho tới từng tuổi này mà không có thằng cha nào dòm ngó em hết à. Bà mà không có được đâu. Dạ sao vậy cậu? Bị lớn tuổi rồi, nó huốt rồi. Mà thêm cái tội nghèo hơn bà kia nữa cho nên khó lắm. Dạ nha. Đây chịu dạ. Cảnh ế đi ha. Vàng đây. Dạ. Đó. Ta nói cái này vàng ra. Vàng ra. Vàng ra. Vàng ra. Vàng ra. Đừng đụng vào nó. Vàng ra. 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 Thần nữ dân ngủ linh kỳ vậy trời. Hầu huyết cô bá cáo. Không phải. Bởi vì chính cái này nó nặng nề quá. Nó làm cho ta, ta phải chiến đấu với nó. Cho nên ta phải tốn rất nhiều công sức. Cho nên các ngươi đừng có ở gần nó. Đừng để mà hãy nghe. Trời đất ơi, trùm thì trùm đại ra rồi đi. Muốn hồi mới trùm không mệt hết trời. Không được, bị gì ám khí nó nặng ghê lắm. Cái này nó ghê gớm, không phải muốn trùm là trùm đâu. Tai thường không thể trùm được đâu. Đừng đụng vào nó, đừng đụng vào nó. Nó ghê gớm lắm, nó ghê gớm lắm. Rồi bây giờ còn gì nữa xe thương cậu? Thôi được rồi. Bà có tiền không? Chỉ cần cúng một cái biệt thự. Cái chiếc xe Lamborghini. Trời đất ơi, trời có làm gì tôi có Lamborghini gì? Trời ơi, mệt quá đi giấy tiền vàng mã thôi. Bằng giấy thôi, dạ được. Cái đó bằng hình thức thôi, giấy dạ tờ được, thôi. Dạ được, dạ được, dạ được. Nhiêu tiền cái đó? Mấy bà không biết chỗ mua đâu. Rồi gặp hàng dởm nữa là đốt, người ta không có nhận. À, đốt không cháy. Tôi ưa mua giùm người ta lắm. Tốt quá. Ôm cái này đi nặng quá, làm sao còn đi mua. Tôi chỉ có mua cái đó với giá 20 triệu thôi. Trời đất ơi, giấy mà cậu. Trời ơi, cái xe ở ngoài mà xe thiệt là 4 tỷ. Cái căn hộ không 16 tỷ, 20 tỷ. Mua giùm hai thứ đó cho bà có 20 triệu mà mắc bây giờ thôi đi. Nếu cái quần bà phải lại. Được mà bà ơi, bà Phi, có 20 triệu mà nhầm nhò gì bà mắc cười quá. Bây giờ một là ế, hai là 20 triệu. Dạ lấy 20 triệu. Cậu bình tĩnh, cậu đừng có giận. Đừng giận cậu. Đừng có giận nha cậu. Tôi xúc phạm quá mà. Tôi giúp người mà tôi bỏ hết nghề nghiệp của tôi có làm gì. Dạ đây, dạ đây, 20 triệu. Tiền này tôi chỉ giúp người thôi, chứ không phải tôi xài. Dạ biết, dạ biết. Đếm tôi... chưa? Dạ đếm rồi. Đừng, bà đếm rồi mà tôi chưa đếm. Thôi đừng đếm. Phải đếm cho để mít lòng tiền bạc giúp đỡ mà tự nhiên là tôi mít lòng vụ tiền bạc. Không phải cái tiền này. Được không? Dạ được. Đủ phải không? Dạ đủ. Tôi tin bà đó nha. Tin bà trời ơi. Chỉ có bà không tin tôi thôi chứ tôi rất tin bà đó nha. Không tin, tin cậu. Có ai không? Ai không tin tôi không? Dạ tin, tin. Tin lắm. Ám khí nặng lắm. Phải có tôi âm khí mới nhẹ. Để nhét đàng hoàng vô cái có chừng tuột xuống không? Sao tuột được nhiều chuyện quá. Ta nhét đâu, ta nhét gậy. Ta tuột cái không chuyện của người ta.
Rồi. Ông cái này không có nổi. Kệ người ta, cái đồ nào ta ôm được không được, kệ người ta. Cậu ơi, cảm ơn cậu quá trời quá rồi. Tôi tìm ra được con cá rồi nè. Hay chưa? Hay không? Hay quá, hay mà. Vậy chính xác quá mà. Quá chính xác. Đi hướng Tây gặp cây cây, đi hướng Nam gặp cây am, đi hướng Đông gặp con sông, đi hướng Bắc gặp cây tắc, đi đào xuống hai tấc mà là trong đèn mùa người ta kéo về bằng theo sườn cà. Hay quá cậu. Cảm ơn cậu quá trời quá đất à. Dạ thôi được rồi, tôi đi nghe, tôi khoan, làm khoan tôi... cậu à, mà cậu biết con cá này con cá gì không? Ờ à, quên, bị giúp lo giúp người quên cá gì à? Cá đục. Ồ cá đục là cá lạ mà tôi cũng bắt về được mà. Thôi tôi chỉ khoan, giúp. Mà biết tại sao nó tên cá đục không? Không. Ủa tại sao tên cá đục vậy? Chắc ba nó tên đẻo, nó tên đục đục nè. Không đẻo. Phải, cá đục là con cá không bao giờ có trên đời này. Ồ. Cá đục là cục đá đó. Hả? Cục đá là cá đục trời ơi. Ờ. Làm sao không hiểu vậy? Là cục đá nó đập cá thành cá đục. Thôi đi bà, từ từ đưa tôi giải thích cho mấy bà nghe nha. Sao? Đây nè, đây. Đây. À, tôi nói đi tìm con cá giùm tôi. Đúng bà rồi. Hay lắm, cậu hay, thiệt là hay. Trời ơi. Cậu là số 1. Đó, cậu chạy ra quán cơm. Cậu xin con cá để cái lấy cái này chôn dưới đất sẵn cho tôi. À. Lấy xương. Đó, tôi chỉ chỗ tôi chạy rồi tôi đào. Ý, lấy nguyên cái bộ xương lên. Đó, trời hay không? Rồi từ từ bộ xương mới chôn xuống góc giường rồi mới bắt đầu tôi biến hóa nó có bộ đồ con ngựa đồ đẹp. Kỳ vậy? Lộn. Cậu làm hết trơn vậy? Đây, cậu làm hết trơn. Trời ơi, tôi biết mánh đó cậu. Bởi vì tôi sợ mấy người không có tin tôi. Tôi phải làm, tôi phải dụ cậu. Đây, hình ảnh con. Đừng dòm. Đây, coi kỹ nha, thấy không? Ai bắt cô Phụng của bà? Rồi, coi đi. Tôi đi rồi. Giữ lại. Thấy chưa? Bà nhìn ra. Bắt con Phụng của tôi. Đó, rồi mới làm ra những cái trò này. Đó, mới gạt mấy bà lấy tiền, lấy bạc, lấy vàng, lấy vòng. Hiểu không? Trời đất ơi, tôi chết rồi. Còn con Phụng bà không có chết. Con Phụng bà còn nguyên. Nó qua nhà anh. Dễ gì bắt được nó chạy một lát hả? Bà nó sổng ra, nó leo trên cái cây nhà tôi đó. Bà biết rồi, con Phụng bà khoái ị vô cái cây nhà. Đúng tôi. Rồi. Đó, bây giờ nó leo trên đó. Vì cái con người này làm nó sợ quá, nhờ leo trên cây tôi nó ở luôn. Trời. Chúc mừng chị, nhà tan gia hết bối rối rồi. Trời, con Phụng sống được ha. Con Phụng sống rồi. Con sống mừng quá. Còn cái này gì đây? Đó. Bây giờ bu ra. Giết Phụng đoạt long nè. Trời ơi, tôi có lấy đâu mà tôi đoạt nó, để đó tôi nguyên, tôi có cái lấy gì đâu. Trời ơi, buông ra đi, có gì tôi có lừa gạt, có gì đâu. Phụng rồi. Buông ra đi. Có lòng, có Phụng rồi, ha, được rồi, cho bà đi đi. Ơi, có cái gì tôi có làm gì đâu, có lấy ra cái giống gì đâu, ai lấy gì đâu. Đứng lại. Tiền bạc đâu. Tiền đâu? Thế nặng phải có tiền chứ. Qua đây tôi dí nữa nè. Đây nè, tiền đây nè, làm gì dữ vậy? Nè, trả nè, có gì? Trời ơi, có gì đâu mà tiền coi chứ gì, có mấy chục triệu làm gì dữ vậy? Nè, hey. Tiền đó nè, đây nè, tiền đúng không? Đây nè, tiền nè, của bà này kìa, ông lấy làm chi? Hả? Thần thánh gì mà chợ búa vậy trời? Chợ búa gì? Hả? Chứ gặp nguyên cái đám gì không xào chợ búa sao được? Làm mình cực khổ quá mà, thì giúp đỡ còn nhiêu thôi, có 20 triệu thôi mà làm thì chịu giờ lăn gần chết luôn à. Thôi dẹp cái vụ án này đi, dẹp cái này đi, kiếm phi vụ khác mắc tiền hơn nhiều. Không có hiểu biết cái gì hết trơn, không biết thần thánh là cái gì hết trơn. Mà 20 triệu quý giá lắm mà, tôi có xe ngoài đó, xin lỗi các người à. Xe Lamborghini chờ tôi ngoài. Không có Lamborghini gì đâu. Có su tè đang chờ bà ngoại à bà. Trời ơi, tôi cười. Hồi nào giờ sushi bo, sushi, làm gì có su tè. Su tè là gì? Xe tù. Với tiểu phẩm vừa rồi, chúng tôi hy vọng là chúng ta có nhiều niềm vui trong cuộc sống và đừng bị gọi là tiền mất tật mang. Dạ đúng rồi, và hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn gặp điều may mắn, luôn gặp được người tốt để chúng ta có thêm niềm tin trong cuộc sống quý vị nhé. Hãy sống thật vui cho cuộc sống chúng ta nhiều ý nghĩa. Quý vị ơi, một nụ cười đích thật là cửa ngõ của tâm hồn. Chính vì vậy chúng ta hãy cười thật nhiều để cuộc sống chúng ta thêm vui hơn. Và theo nghiên cứu mới nhất của Đình Toàn, nếu như chúng ta chịu khó nghe âm nhạc nè, thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống nó đỡ stress hơn. Và khi chúng ta xem những tiểu phẩm hài, chúng ta cười, thậm chí bà con mình nói là cười rung bụng á, thì biết đâu mình giảm được mỡ bụng nữa. Vậy hả anh? Anh nghĩ vậy á. Vậy như em cũng nghĩ vậy luôn. Quyết định gì đi. Chính vì vậy chúng ta sẽ luôn xem những tiểu phẩm hài của chương trình Danh Hài Đất Việt để chúng ta thêm yêu đời và cuộc sống của chúng ta thêm vui tươi hơn quý vị nhé. Và chắc chắn Lê Khánh và Đình Toàn sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Danh Hài Đất Việt trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ Lê Khánh và Đình Toàn xin được chào tạm biệt quý vị.